Nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share. Để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe. Vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. Mời quý đạo hữu nghe tiếp. Ha ha, chấm ngoặc kép, tiếng cười này đầy ngông cuồng, còn có pha chút châm biếm và lạnh lẽo, nói liên tục thua trận, chưa hề chiến thắng, cổ địa suy yếu, chủng tộc thấp kém. Còn có thứ gì khác để các ngươi kiêu ngạo và tự tin thế hả? Đây đã không còn là chế giễu nữa mà là sỉ nhục, hơn nữa là đang ám chỉ toàn bộ sinh linh trong cửu thiên thập địa. Nhắc lại những ký ức từng thất bại và sỉ nhục kia. Đừng nói những thanh niên như đám Thạch Hạo, Huyền Côn, ngay cả các cô gái tới từ thế gia bất hủ như Vương Hy, Yêu Nguyệt khi nghe thế cũng đều tức giận. Cơn ấm ức ẩn giấu trong lồng ngực. Quá nhục nhã, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, thảm bại ngày xưa là nỗi đau vĩnh viễn của cửu thiên thập địa, toàn bộ kỷ nguyên bị vùi lấp. Sinh linh gần như diệt sạch, chỉ có số ít người của Trường Sinh thế gia tránh được và giữ lại tính mạng. Mỗi khi nhớ tới, đó đều là một loại đau đớn, là một nỗi sỉ nhục khắc sâu. Hiện tại nhắc lại chuyện xưa, con cháu của đám sinh linh đối địch kia lại dùng loại giọng điệu này để đề cập. Giống như rạch xé lên vết sẹo, là một vết thương đẫm máu. Sao nào, ta nói không đúng hả, sao các ngươi không lên tiếng? Sinh linh kia tiếp tục mở miệng, vẫn ẩn trong bóng tối chứ không hề hiện thân. Tu vi đến một bước này rất khó bị người phát giác bởi vì đã quá mạnh mẽ, hắn không phải tu sĩ tầm thường. Điệu bộ đầy kiêu căng cùng với vẻ khinh bỉ đi chung là đang cố ý làm nhục mà. Có ngon thì lộ diện đi, ta nhất định phải đánh với ngươi 300 hiệp, sau đó mới giết ngươi. Có đệ tử của Thư viện Thiên Thần quát lên. Không thể chịu nổi loại sỉ nhục này. Tu sĩ nhỏ bé mới tu ra một luồng tiên khí cũng xứng đánh với ta, còn kém xa, không xứng. Người kia lạnh nhạt nói. Đi ra, đánh là biết. Tên đệ tử Thư viện Thiên Thần kia quát mắng, hắn không phục, mặc dù biết quá nửa là không địch lại nhưng lại không muốn cúi đầu chịu nhục. Đã muốn chết thì vô tư thôi. Ta giúp ngươi. Câu nói này vừa ra thì tất cả mọi người đều biến sắc, bởi vì một luồng kiếm khí vô hình lao tới xuyên thủng thân thể người kia. Việc này xảy ra quá nhanh tới mức người khác không kịp phản ứng. Đồng thời, đây là kiếm khí từ hư không phát ra, cũng không phải bắt nguồn từ đám sinh linh đối diện kia. Tức là kẻ địch đang ở ngay bên cạnh, chỉ là không ai có thể phát hiện. Điều này khiến cho rất nhiều người rùng mình một cái, trong lòng sinh ra cảm giác lạnh lẽo. Một đóa hoa máu bắn lên. Tên đệ tử của thư viện kia ngã xuống, thân thể cơ hồ bị chẻ làm hai. May mắn duy nhất chính là hắn vẫn chưa chết, vẫn còn sống, là Thập Quan Vương đã ra tay ngăn cản lại một phần kiếm khí, bởi vì người này cách hắn không xa. Ngu xuẩn, đây chính là kết quả khiêu khích ta. Âm thanh lạnh lẽo âm trầm kia nói. Đến bây giờ còn có thể nói cái gì, người này cực kỳ nguy hiểm đồng thời cũng quá mạnh mẽ. Hắn có một môn bí pháp ẩn thân rất khó bị phát hiện, giết người vô hình. Thạch Hạo nhíu mày, loại thủ đoạn này rất giống với sát thủ của Vương Triều Thiên Quốc ở 3000 chân. Chỉ có điều càng cao minh và đáng sợ hơn mà thôi. Người bên Thư viện Thiên Thần đương nhiên không cam lòng, tuy cũng có chút hoảng sợ nhưng rất nhiều người tay nắm chặt binh khí. Lớn tiếng quát mắng, là ai, bước ra đánh một trận. Thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ kia, có ngon ra đánh một trận. Có thể nói, quần hùng đều giận dữ. Tuy nhiên mấy đại cao thủ tu ra ba luồng tiên khí lại nhíu mày, cảm giác đã gặp phải kình địch, bởi vì dù cho có mở ra thiên nhãn cũng không phát hiện tung tích của người nọ. Oài, đất hoang mục nát quả nhiên càng ngày càng suy yếu rồi, quá yếu ớt. Người trong bóng tối kia tựa hồ đang lắc đầu. Thạch Hạo cũng âm thầm mở miệng. Cứ nhắc mãi chiến tích của tổ tiên thì tính là gì, đừng để ta xem thường ngươi, chỉ có thể dùng cái chết của các tổ tiên để làm nổi bật sự anh hùng của các ngươi ư. Ha ha. Người kia nở nụ cười, rất ung dung và cũng rất kiêu ngạo, nói, vị tiên kia của ta, còn sống. Câu này vừa ra, đừng nói là Thạch Hạo run bần bật mà ngay cả Lục Đà, Vương Hy, Thập Quan Vương cũng đều khiếp sợ, đó là một sinh linh già cả đến mức nào. Không cần nghĩ nhiều cũng biết tổ tiên mà hắn nói tới chắc chắn đã tham dự trận chiến tiên cổ. Thứ cổ xưa này có thể gọi là hóa thạch sống, đến hiện tại vẫn còn trên thế gia thì sẽ mạnh mẽ và đáng sợ đến cỡ nào. Chỉ vừa tưởng tượng cũng làm người ta tuyệt vọng rồi. Ta biết ngươi chính là con sâu kia, lát nữa ta lôi ngươi ra rồi thu làm đầy tớ. Người trong bóng tối bình thản nói, tựa như tất đều ở trong lòng bàn tay vậy. Săn giết bắt đầu, nhìn xem lát nữa ai bắt giết ai. Thạch Hạo nói, người của hai bên đều không biết là hai người nào đang nói chuyện, đều đang tìm kiếm nhưng không phân biệt được. Lúc này, Bầu không khí khẩn trương không gì bằng, khu vực trống trải này vừa vặn thích hợp làm chiến trường, đụng cái là đại chiến. Còn chờ gì nữa, quét sạch thôi, lại như tổ tiên chúng ta năm đó vậy. Đánh bay ma quỷ, đối diện một nữ nhân quần áo bằng vải thô nói, vóc người cao to tráng kiện mạnh mẽ. Làm nhảm làm gì cho mệt, chém hết toàn bộ là được. Bên cạnh nàng, một thanh niên áo xám mang theo ý cười nói, trong tay cầm một pháp trượng bước từng bước tới trước. À, chư vị, nên ra tay rồi. Giờ phút kiểm tra của chúng ta đến, ta cảm thấy nếu muốn đối phó với đám người này thì chỉ có biện pháp là chiến. Nếu không sẽ là một loại sỉ nhục. Một thiếu niên áo bào trắng khác với hai mắt sâu thẳm nói. Có thể nói, những người này đều cảm thấy bản thân rất ưu tú thẩm thấu trong xương tủy. Dùng dáng vẻ bề trên nhìn xuống đám người đối diện. Có thể bọn họ luôn luôn chiến thắng, đánh giết khiến sinh linh của cửu thiên thập địa thua tới thê thảm, từ đó trong lòng sinh ra vẻ bề trên. Cho nên ai cũng tràn ngập vẻ tự tin. Giết, người bên thư viện thiên thần đương nhiên sẽ không lùi bước, từng người xông về phía trước. Đối diện là không ít sinh linh, mỗi người đều mạnh mẽ vô cùng. Bọn họ khoác giáp trụ, tay cầm các loại binh khí như thiên mâu chiến kích tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo lóng lánh, sát khí tràn lan. Một nhóm tu sĩ vô cùng mạnh mẽ cứ thế bức ép tới, gợn sóng lan ra tựa như đại dương đang nổi sóng. Trong bọn họ có con người, có người đá, có sinh vật kim loại nhưng đều hóa thành hình người, dáng lành cuồn cuộn vọt lên tận trời. Giết, cô gái quần áo vải thô với vóc người cao lớn tráng kiện. Làn da màu đồng cổ tựa như một con báo săn phóng về phía Lục Đà, nàng lựa chọn đối thủ mạnh mẽ này bởi vì bản thân cũng đã tu ra 3 luồng tiên khí. Lúc này giữa hai người lóe ra ánh lửa sáng lạn, xích thần trật tự phóng thẳng lên cao tựa như một vầng mặt trời nổ tung. Loại ánh sáng này quá rực rỡ khiến cặp mặt nhiều người đau nhói, chảy ra huyết lệ. Đây mới chỉ là đòn thứ nhất thôi mà đã khủng khiếp như vậy rồi. Nếu không phải là ở trong thế giới được dựng lên bởi thập giới đồ và túi càn khôn mà đổi thành một chỗ khác thì dãy núi kia đã sụp đổ từ lâu, sau đó chìm xuống. Cũng tạm được, cổ giới tàn tạ còn có mấy người coi như không tệ. Cô gái quần áo bằng vải thô kia mở miệng nói, đại chiến kịch liệt hơn, nàng mạnh mẽ va chạm với Lục Đà. Vị tiên tử này tựa như vầng thần nguyệt trong sáng, chúng ta có thể luận bàn một lát hay không? Một người khoác giáp trụ vàng ròng mở miệng nói với Yêu Nguyệt tiên tử. Đương nhiên, tuy rằng hắn rất anh tuấn thế nhưng lời nói như vậy đều có mục đích cả, cho nên không có bị đuổi bới gì cả. Rất rõ ràng, vẻ đẹp của Yêu Nguyệt công chúa đã khiến cho sinh linh của thế giới kia chú ý, sức hấp dẫn rất lớn nên đã có cường giả muốn giao thủ và bắt giữ. Vù, tiếng gió vù vù, Yêu Nguyệt công chúa nắm chặt quyền ấn, kéo theo là ánh trăng thánh khiết. Thứ này tựa như thủy triều lại như gió mạnh tấn công về phía thanh niên mặc giáp trụ vàng ròng đối diện. Giết, những người khác cùng xông về một phía, triển khai đại quyết chiến. Cuộc chiến này rất rầm rộ, đã vô tận 5 tháng trôi qua. Và lúc này sinh linh của hai thế giới cũng đã có cơ hội quyết chiến lần nữa. Nếu truyền đi chắc chắn sẽ tác động tới tinh thần của rất nhiều người. Tiếng hô giết rung trời, thiên mâu gãy vỡ. Đỉnh đồng đổ nát, áo giáp kim loại thiêu đốt. Đại chiến quá mức thê thảm, mới vừa bắt đầu mà đã thấy máu tanh, rất nhiều người bị trọng thương, đây là cuộc chiến liều mạng. Thạch Hạo cũng ra tay, giữa lòng bàn tay vang lên tiếng gió vù vù, thế nhưng hắn cũng không ngừng quan sát, mục đích là tìm cho ra vị trí của sinh lơ linh trong bóng tối kia. Đúng lúc này, một thiếu niên mặc áo trắng đi tới và nhìn về phía Vương Hy, nói, dung mạo quả là tuyệt thế, chắc ngươi là truyền nhân mà Trường Sinh thế gia bồi dưỡng được. Cho nên mới có loại khí thế nội liễm kia. Hắn ra tay, triển khai đòn tấn công về phía Vương Hy. 3 luồng tiên khí, Vương Hy giật mình đồng thời tránh né mũi nhọn. Nàng đang bị thương rất nghiêm trọng. Vừa nãy tuy rằng vẫn ra tay thế nhưng cũng không gặp phải cường giả cùng có 3 luồng tiên khí. Có cần trốn không? Thạch Hạo hỏi nàng. Vương Hy tức điên, tên này chẳng có chút khí phách nào cả, lại khuyên nàng như vậy. Không phải ngươi bị thương nặng à, đánh đấm thế nào được? Thạch Hạo nói. Vương Hy thở dài. Là đang quan tâm nàng sao? Nàng lắc đầu nói, ta lựa chọn đi vào đây chính là để chiến đấu, ước lượng thực lực của bọn họ một chút. Thạch Hạo bĩu môi, đã bị thương thành dáng vẻ kia lại còn muốn thể hiện. Đừng lo, ta có một loại thiên công tên là Bách Nhật Thập Hoàng Niết Bàn Công, có thể làm cho ta tạm thời khôi phục lại đỉnh cao. Hả? Chính là loại công pháp trong 100 ngày có thể niết bàn 10 lần rồi sau đó chết thảm mà ngay cả tiên vương cũng không cứu được đấy hả? Thiếu niên áo bào trắng kia lộ vẻ khác thường. Thạch Hạo nghe thế thì không khỏi ngạc nhiên, cần liều mạng như vậy sao? Thiên công này trong vòng 100 ngày có thể niết bàn nhiều lần, mà ta chỉ cần một lần là được. Vương Hy nói, một tiếng vang ầm ầm truyền ra. Máu thịt tỏa ra ánh sáng thần thánh và óng ánh lóa mắt. Cuối cùng nàng cũng khôi phục lại đỉnh cao, mặc dù sẽ làm bản thân gặp phải tổn thương rất nghiêm trọng và sau đó cần cố gắng điều trị. Thế nhưng hiện tại không lo được nhiều như vậy, nàng khao khát trận chiến này, nhìn xem sinh linh thế giới khác mạnh bao nhiêu. Tên nhóc áo trắng, tốt nhất ngươi nên biết thân biết phận cho ta. Nếu không ta đánh cho nổ tung luôn đó. Thạch Hạo uy hiếp, thiếu niên áo bào trắng xuất thủ và bắt đầu cuộc đại chiến, nhưng khi nghe được lời nói như vậy thì ngớ ra. Lại có người dám nói với hắn như vậy. Hắn và Vương Hy va chạm này lừa. Cả hai đều muốn nhìn xem đối phương mạnh mẽ tới cỡ nào. Ta cũng phải cố gắng tìm được tên kia và trừng trị một trận mới được. Những người khác đều đã liều mạng với từng đối thủ mạnh mẽ của mình. Thạch Hạo làm sao có thể thờ ơ không động lòng chứ? Ở chỗ nào tên kia ẩn nấp quá kỹ, chưa hề ra mặt, chẳng lẽ muốn đánh lén hắn? Thạch Hạo tĩnh tâm để cho mình minh mẫn lại, như vậy mới có thể càng thêm nhạy cảm, có thể phát hiện tên kia ở nơi nào, hắn nhất định phải luôn luôn đề phòng. Nếu như nói ai nhàn nhã nhất chắc hẳn mọi người sẽ đồng loạt nhìn về Thạch Hạo đang dạo chơi quanh chiến trường, đông một quyền, tây một quyền, thực tế thì tinh khí thần của hắn đang tập trung cao độ để tìm kiếm người kia. Người chính là con sâu kia, cuối cùng cũng đã bị ta tìm được rồi, muốn chết hay là tôn ta làm chủ. Trong hư vô truyền đến thanh âm lạnh lùng, tự cao cao tại thượng như vậy. Là nhằm vào Thạch Hạo, lại chịu chết đi, Thạch Hạo hét lớn, hắn xuyên qua hư không và cảm ứng được khí thế của đối phương. Một chưởng đánh ra, hư không tựa như lưu ly ảo ảo phá nát, vết nứt âm u lan tràn khắp nơi, vô số sát khí lao vút ra ngoài, đồng thời chân thân của một sinh linh cũng lộ diện. Thạch Hạo lại ra tay, chùm sáng cuồn cuộn giữa 5 ngón tay khiến nơi này vỡ nát. Cũng chính vì vậy nên bất cứ thứ gì cũng không thể ẩn nấu được, có điều hắn không nghĩ tới lại có thể kéo ra một sinh linh khổng lồ và dữ dằn như thế. Đây là một con hung thú thân tê giác, đầu mãnh thú, trên đầu còn có 18 cái sừng đầy hung ác và mạnh mẽ. Nó cao tới mấy trăm trượng tựa như là một ngọn núi nhỏ vậy. Nó có 6 cái chân đều to lớn như cột trụ, trên đùi là giày đặc vảy kỳ lân chứ cũng không giống da giày như tê giác. Sau lưng còn mọc ra một cái đuôi cá sấu đỏ tươi bóng loáng. Đồng thời Thạch Hạo giật mình phát hiện mình không còn ở chiến trường kia nữa. Cùng với một quyền mà hắn đã đấm ra thì bản thân và con quái thú này đã tiến vào giữa núi rừng nguyên thủy đầy rậm rạp này. Hư không thú, Thạch Hạo giật nảy mình, đây là một con hư không thú. Rất giống với sách cổ ghi chép lại, một con hư không thú còn sống. Đây là sinh vật được ghi chép trong sách cổ, trên thực tế đã không thể nhìn thấy được từ rất lâu trước, không nghĩ tới hôm nay. Ở ngay nơi này hắn lại nhìn thấy một con hư không thú bằng da bằng thịt. Lúc ở 8 vực Hạo đã từng thấy ra hư không thú không hoàn chỉnh, mà sau khi đi tới 3000 châu thì cũng không nhìn thấy, chỉ có mỗi binh khí bằng xương cốt quý báu. Có người nói, loại sinh vật này gần như đã tuyệt chủng, ngay ở thời cổ đại cũng hiếm có dị thường, số lượng cực. Trong rừng núi xung quanh cũng có một vài bóng người đang chiến đấu. Khi nhìn thấy cảnh ấy thì đều lộ vẻ kinh sợ. Dù là tu sĩ bên thế giới khác nhìn thấy phe mình còn có một con dị thú như vậy cũng khá giật mình, không nghĩ tới người trong bóng tối lại là nó. Thì ra là vậy, ta không biết lý do tại sao loại sinh vật này lại hiếm thấy và quý giá như vậy, hóa ra là sinh vật ở thế giới khác. Thạch Hạo bỗng nhiên hiểu rõ. Ngu xuẩn, những hư không thú rơi rớt ở cái cổ giới tan nát này cũng chỉ có thể xứng gọi là thú, bởi vì đã dung hợp với huyết thống hèn hạ của thế giới các ngươi từ lâu, đã rơi xuống cấp thấp. Sao có thể so sánh với huyết mạch vương giả như ta? Sinh linh này lạnh lẽo âm trầm mở miệng đầy kiêu căng. Trong lời nói mang theo một loại nhục nhã và khinh thường sinh linh thế giới này. Lời nói như thế đã khiến đệ tử thư viện Thiên Thần tức giận, quá khinh người. Thật sự cho rằng chỉ có chúng nó mới cao cao tại thượng sao? Thế nhưng điều này quả thực cũng làm người ta giật mình, hư không thú chính là một trong những thần thú kỳ lạ nhất thế gian. Điều khiển không gian là bảo thuật mà chúng thông thạo, được cho là có thể nối liền tiên đạo. Mà loại dị thú này trong Cửu Thiên Thập Địa lại chỉ là con cháu với huyết thống không tinh khiết. Cũng không phải là vương tộc hư không, thật sự thật có chút khiến người ta chấn động. Không cần nghĩ nhiều, đây thật sự là hư không vương giả, hung thú dữ tợn đến từ thế giới bên kia, chắc chắn vô cùng mạnh mẽ. Đối với lời lẽ vô tình của nó, Thạch Hạo chỉ có một động tác, chính là giết. Hiện giờ nói gì cũng vô dụng, chi bằng đánh bại nó, đạp dưới chân mới hùng hồn hơn cả. Khi những ngón tay của hắn chụm lại thì hư không xung quanh cũng uốn lượn theo, ngón tay trắng tinh như ngọc thạch mạnh mẽ vung ra đánh về phía trước. Cú đấm này uy lực kinh thế, ở cảnh giới này rất ít người có thể đạt đến, trời long đất lở. Một tiếng vang ầm ầm, bốn phương run rẩy. Nhưng mà cũng chỉ có thế, cú đấm này của Thạch Hạo tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ xuyên thủng nơi đây, thế nhưng lại đánh hụt. Con thú dữ kia biến mất tại chỗ, im hơi lặng tiếng như một cái bóng chớp mắt tan ra. Nó vô cùng khổng lồ với chiều cao tới mấy trăm trượng, tựa như một vách núi nhưng động tác lại rất nhanh nhạy. Trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Xung quanh nắm đấm của Thạch Hạo dâng trào thần quang, tựa như ngọn lửa nóng rực đang chập chờn nhảy múa. Sau lưng còn có thần lực như sóng vọt thẳng lên sông vào mây xanh. Không nghi ngờ chút nào, cú đấm này của hắn vô cùng kinh người, dũng mãnh đứng đầu một vực nhưng lại không cách nào đánh trúng đối phương, không có hiệu quả gì. Mạch của chúng ta là vương giả trong vạn vật, siêu nhiên bên trên, thao túng đất trời, ngay cả trời cao đều không thể làm được gì, bằng cái thứ huyết thống thấp kém như ngươi cũng dám giết ta. Cũng có thể gây tổn thương cho ta. Hư không thú mở miệng đầy lãnh đạm, bộ dáng như hoành hành thiên hạ, tựa hồ thế gian vạn vật đều không ở trong mắt nó. Vương giả cái lông, thứ như ngươi làm thú cưỡi là thích hợp nhất. Thạch Hạo nói, hắn tiếp tục ra tay, bên người từng cọng lông thần vàng óng hiện lên, tổng cộng có tới 10.8.000 cọng. Chúng bốc cháy và tỏa ra ánh vàng óng ánh. Xa xa, trong chiến trường trơ trụi không một ngọn cỏ, tất cả mọi người giật mình, họ nhìn thấy ánh vàng rực rõ trong dãy núi tựa như một chiếc lò tiên bất hủ xuất hiện trên thế gian. Quá mức chói mắt, đó là ai thế? Gợn sóng quá mãnh liệt, thật là đáng sợ. Mọi người thay đổi sắc mặt, đây tuyệt đối là đẳng cấp cao thủ, mạnh đến mức không còn gì để nói. Tất cả mọi người đều cả kinh. Bên trong núi rừng, ngọn lửa của Thạch Hạo hừng hực nóng rát được ánh sáng thần thánh bao phủ, hắn đứng ở đó và được vô số chùm sáng vàng óng bao quanh. Tựa như một vị chiến thần đang tắm trong biển lửa. Cũng khá đó, nhưng vẫn còn kèm lắm, không tin ngươi có thể thử xem. Hư không thú nói, xoẹt. Một lát sau, những chiếc lông thần vàng óng trôi nổi trong hư không chợt ngân vang tựa như kim loại chạm vào nhau, chúng hóa thành những thanh thiên kiếm tuyệt thế. Đây là lông đại bàng được triển khai từ pháp môn côn bằng, lúc này chúng rung lắc dữ dội đồng thời xuyên thủng hư không. Thạch Hạo biết nó nắm giữ hư không, có thể tới vô ảnh đi vô tung, vì vậy chọn dùng phương pháp tấn công toàn diện, trong giây lát này chẳng khác gì chém giết 10 phương. Vì vậy, 10.8.000 cọng lông thần vàng óng phá tan hư không. Đòn đánh này quá mạnh mẽ, đáng sợ vô biên, sức chấn động khiến tất cả mọi người trong chiến trường nơi phương xa rúng động, cảm thấy từng cơn khiếp vía hãi hùng. Xoẹt, 10.000 thần kiếm phá nát hư không, kiếm khí đan xen ngang dọc, không gì có thể ngăn cản, cực kỳ kịch liệt, núi chặn núi lở, sông chặn sông khô, thần chặn thần chết. Có thể nhìn thấy, những ngọn núi lớn sâu bên trong đều nát bấy và hóa thành bụi đá, sông hồ biến mất bốc hơi thành hơi nước, giữa bầu trời càng là các vết nứt đan xen. Mà đây chỉ là sự thể hiện ban đầu. Một thoáng sau, sương mù mờ mịt xuất hiện, đất trời đều bị chém ra, nơi này bị phá nát, không thể nhận ra thứ gì. Bởi vì, 10.8.000 thanh kiếm kia cùng lúc vỡ tan khiến nơi này trở về thời nguyên thủy, chấn động lòng người. Đây là một đòn tuyệt thế mà Thạch Hạo dùng 3 luồng tiên khí thúc giục ra. Có thể chém thần giết ma, uy lực chấn kinh người cùng thế hệ, đây là một thuật sát phạt bẽ nghẽ một đời. Trong chiến trường nơi xa, các tu sĩ không cách nào nhìn rõ được. Nhưng những người ở gần đó lại trầm ngâm, người này là ai? Ở thư viện thiên thần yên lặng không tên tuổi, thế nhưng lại có pháp lực cỡ này. Bọn họ chấn động, người này tuyệt đối không yếu hơn những kiệt xuất trong thư viện kia. Đây là một chí tôn cùng thế hệ đã tu ra 3 luồng tiên khí đấy. Đùng, trong cơn mông lung, trong làn sương mù hỗn độn truyền ra một tiếng vang cực kỳ nặng nề, 10.8.000 thanh kiếm vũ vàng óng đa số đã phân tán hết. Nhưng vẫn còn một ít tập hợp lại một nơi và bắn trúng một sinh vật. Ánh mắt của hư không thú lạnh lùng, trên đầu nó có 18 chiếc sừng, có cái màu đen, có cái đỏ như máu, có cái trắng tinh như ngọc, lúc này đang phát sáng tạo nên một màn sáng ngăn cản lông thần dày đặc đang lao tới này. Truyền nhân của côn bằng, ta căm ghét mạch này. Nó lạnh lùng âm trầm nói rằng, người trong vùng núi này ngạc nhiên, một đòn mạnh mẽ như vậy mà cũng không thể làm nó bị thương, tồn tại này quá khủng khiếp, điều khiển hư vô. Bẩm sinh đã bất bại. bọn họ đều đã lùi đủ xa, thế tim vẫn còn đập thình thịch không thôi. Rõ ràng, đòn đánh này của Thạch Hạo tuyệt đối đáng sợ, thế nhưng không thể tập trung cùng chém về một phía. Chỉ có một phần kiếm vũ vàng óng rơi lên sừng của nó mà thôi. Điều này cũng giống như bị phân tán đi hơn phân nửa sức mạnh. Ánh mắt hư không vương thú đầy vô tình đứng đó, thân thể khổng lồ ấy càng tạo thêm cảm giác ngột ngạt. Lần này nó đã chủ động tấn công, tiến về phía trước, nói, truyền nhân côn bằng. Ta muốn giết ngươi. Người chung quanh kinh hoàng, người này nắm giữ truyền thừa của côn bằng hay là con cháu của côn bằng? Tin tức này tuyệt đối là chấn động, nếu như truyền đi chắc chắn sẽ khiến người khác thay đổi sắc mặt. Nhưng người này ở bên trong thư viện không xuất đầu lộ diện nên khiến người kinh ngạc. Ta biết hắn là người theo đuổi của Vương Hy. Hả? Là người gây ra không ít sóng gió kìa. Thư viện thiên thần rất lớn nên không phải tất cả mọi người đều gặp qua Thạch Hạo, chỉ có người đã từng đi khiêu chiến thì mới biết hắn. Lúc này tất cả mọi người trong vùng núi đều lộ sắc mặt khác thường. Hư không đoạn hồn. Đúng lúc này hư không thú ra tay, nó dùng móng vuốt to lớn của mình vạch mạnh một cái, sát khí kinh người cuồn cuộn vọt lên. Một chùm sáng chói mắt tựa như ánh sáng bất hủ vút qua, nó chia cắt thế giới, cắt đứt bầu trời, cảnh tượng khiến thần hồn người khác đều run rẩy theo. Răng rác, đây rõ ràng là hư không đại liệt chảm, cắt ngang không biết bao nhiêu dặm. Biến hư không thành lưỡi dao sắc chém phá tất cả thứ cách trở, nếu tìm hiểu đến chỗ tinh thâm thậm chí còn có thể cắt đứt nhân quả, chém âm dương, phá thời gian. Thạch Hạo vút lên kéo theo lông thần đầy trời đồng thời dương cánh đập mạnh, ngoài việc chống lại đòn đánh này thì còn lao tới giết về phía hư không thú. Ánh sáng như tiết rọi sáng đất trời, hư không đại liệt chảm quá mức đáng sợ. Thạch Hạo tấn công từ trong khe lớn vọt lên, va chạm này lửa với hư không thú. Nơi này sôi trào, hai bóng người một lớn một nhỏ nhanh như chớp giật, không ngừng tiêu tán, lúc thì biến mất khi lại ngưng tụ hiện ra, như chân tiên đang chiến đấu. Giống, bóng hình khổng lồ của hư không thú khiến nơi đây tối om, nó ngẩng đầu giống to, liên miên những lưỡi dao ánh sáng từ trong miệng phun ra ngoài. Đây đều là những lưỡi dao không gian và không ngừng cắt đứt đất trời. Hơn nữa, loại sức mạnh này ở khắp mọi nơi, đâu đâu cũng có, bao phủ lại nơi Thạch Hạo đang đứng. Mở, chỉ còn cách tạo ra động thiên duy nhất, hình thành một lĩnh vực vững chắc chống lại thần tắc không gian này. Đồng thời cả người hóa thành một chùm sáng như sao chổi đập về phía trước. Tiếng va chạm đầy to lớn truyền tới, nắm đấm của hắn nện thẳng về phía đầu hư không thú, kết quả. Nắm đấm nện thật mạnh lên trên chiếc sừng nơi đỉnh đầu, đồng thời tiếng va chạm đinh tai nhức óc tựa như đang rèn thép lan truyền khắp cả núi đồi. Cuộc chiến của hai đại cường giả gay cấn đến. Mây gió cuồn cuộn, sấm vang chớp giật, các loại dị tượng thần thông lộ ra khiến dãy núi rung động không ngớt. Hai tay Thạch Hạo kết ấn thi triển ra bảo thuật lôi đế. Dẫn dắt sấm sét trên 9 tầng trời đánh mạnh xuống dưới. Đây tuyệt đối là một môn bảo thuật kỳ diệu dùng để đối phó với thần tắc không gian. Sấm sét răng khắp lại thêm vẻ cuồng bạo khiến cho sức sát thương càng kinh người hơn. Hư không thú rít gào, con người trở nên lạnh lẽo, lúc này toàn bộ 18 cái sừng trên đầu nó phát sáng. Thông thiên động địa, quả thực dường như không gì không làm được. Hư không nổ tung, cơn bão năng lượng biến thành đại dương thốc ngược lên trời, nghênh đón sấm chớp muôn trượng đang lao xuống. Hai bên va chạm với nhau dường như từng ngôi sao lớn nổ tung, trên vòm trời cảnh là hàng loạt tượng kinh người, sắc thái sặc sỡ, tiếng sấm đinh tai nhức óc. Thanh thế như vậy quả thật quá hùng vĩ, khiến người ta hoảng sợ run rẩy như cầy sấy. Ngay cả Thạch Hạo cũng trợn mắt ngoác mồm, hư không thú này mạnh tới thái quá, là đang đầu trực diện với hắn chứ chẳng hề chọn lựa lui tránh. Lợi dụng biển hư không nghênh chiến biển sấm chớp. Bầu trời nổ tung, một người một thú lảo đảo ngã lăn ra ngoài, nơi đỉnh đầu của Thạch Hạo có vài vết rách. Bọn họ tách ra rồi đứng đối diện nhau, ai cũng cảm thấy hoảng sợ vì thực lực của đối phương. Nơi này lập tức trở nên yên tĩnh, một loạt giao tranh khi nãy nhìn như kinh người, chiến đấu không ngừng nghỉ thế nhưng đều phát sinh trong chớp mắt, thời gian hầu như ngừng lại. Chung quanh, một đám người đều trợn tròn mắt, chấn động vô cùng. Chí tôn trẻ tuổi ba luồng tiên khí quyết chiến với hư không vương thú trong truyền thuyết, đây tuyệt đối là một trận chiến kinh thế. Bọn họ rất kích động và rất muốn lan tin cho những người khác. Một đám rác rưởi ở đây, quá chướng mắt mà. Hư không thú đột nhiên mở miệng, sau đó nó biến mất khỏi chỗ cũ. Trên một ngọn núi rất xa, một thanh niên kêu thảm thiết, cổ của hắn bị một móng vuốt sắc bén cắt đứt, máu tươi vọt lên rất cao. Hắn khí khái hào hùng, thực lực vô song, nhưng lúc này đầu đã rơi xuống, gương mặt mang vẻ thê lương và không cam lòng, hắn biết mình đã không sống được nữa. Quả nhiên, mi tâm của hắn bị một lưỡi dao ánh sáng chém ra, nguyên thần tan nát cứ thế mất đi sinh mệnh. Đây chắc chắn là một thiên tài, đã tu ra một đạo tiên khí và có thể xưng tôn một vực, nhưng ở đây chỉ có thể chết oan chết uổng, không có sức phản kháng. Chủ yếu là hư không vương thú quá mạnh mẽ, thao túng không gian, có mặt khắp nơi, ngay cả Thạch Hạo cũng phải rất vất vả mới ứng phó được thì huống chi là người này. Súc sinh, muốn chết, Thạch Hạo quát lớn, tuy rằng hắn đã nhào nhanh xuống nhưng vẫn chậm một bước, chỉ có thể nhìn người trẻ tuổi thiên tư phi phàm này chết đi. Không thể cứu được, một đám sinh linh với huyết thống thấp hèn không có tư cách xem ta ra tay. Hư không vương thú nói lạnh tanh. Xa xa dù là tu sĩ đến từ thế giới bên kia cũng tê cả da đầu, tu vi của vị đại nhân này quả thật đáng sợ. Đa số người đều cho rằng vì muốn chọc tức đối thủ nên mới cố ý làm như vậy. Cũng có một số người dựa vào cảm giác cho rằng có thể vị đại nhân này không thể lập tức trấn áp đối thủ. Lại không muốn để cho người khác nhìn thấy nên mới đại khai sát giới. Vèo, hư không thú lại biến mất, cách đó không xa tiếp tục truyền tới từng tiếng kêu thảm thiết. Nơi mi tâm của một thanh niên từ từ nứt ra rồi tiếp tục lan xuống giữa hai chân, cả người bị chia làm hai mảnh, ngay cả nguyên thần cũng thế. Hắn bị một cái hư không đại liệt chảm bổ đôi, chết oan chết uổng. Hai mắt Thạch Hạo trợn trừng, ngọn lửa nhấp nháy, con thú dữ tợn này không ngờ lại tàn bạo như thế, lại dám ở ngay trước mặt hắn giết nhiều người như vậy. Hắn cũng chuyển động, xông về phía người phe mình, muốn ra tay để đưa bọn họ rời đi, tránh việc chết oan chết uổng. Đồng thời, những người kia cũng nhanh chóng chạy trốn, ai nấy đều lao ra khỏi dãy núi này. Thế nhưng vùng thế giới này lại có chút khác biệt, nơi đây đã bị giam cầm, hư không bị kiểm soát. Những người kia cũng không thể chuyển động được, có vài người còn đang bay trốn chợt cả người cứng ngắt. Phụt, huyết quang lóng lánh nối tiếp nhau, hư không thú lại tiếp tục giết chết 4 người. Thân hình Thạch Hạo cũng bị hạn chế, hắn dốc sức cưỡng ép đột phá, tạo ra không gian lao về phía trước. Quả nhiên đều là rác rưởi, giết 6 người mà hơn nửa đều không tu ra tiên khí. Cũng xứng tiến vào chiến trường này. Thực đúng là đời sau thua xa đời trước mà, khu vũ trụ tàn tạ này của các ngươi càng ngày càng quá tệ, hoàn toàn sa sút. Hư không thú lắc đầu, giữa móng vuốt của nó không ngừng có máu tươi nhỏ xuống. Màu đỏ đầy bóng loáng ấy nhìn mà giật mình, lúc nói những câu này thì nó lại rất lạnh nhạt, giết chết mấy người này tựa như chẳng đáng là gì cả. Hư không vương thú, trên vòm trời, người cuối cùng kêu vang như vậy, hắn mang theo vẻ không cam lòng rồi sau đó thân thể liền biến thành mảnh vỡ. Hóa thành mưa máu, bởi vì lúc nãy có rất nhiều lưỡi dao không gian chém trúng hắn. Cái gì, chiến trường nơi xa, mọi người đã nghe được tiếng hô của hắn và nhìn thấy cảnh hắn hóa thành mưa máu trên bầu trời, tất cả đều chấn động trong lòng. Cuối cùng thì mọi người cũng biết được một cường giả nào đã đến, nhân mã phe mình đang ở trong dãy núi kia chắc chắn tiêu đời, ai có thể chặn được hư không vương thú chứ, bởi vì mấy vị trí tôn trẻ tuổi bên này đều gặp địch thủ, không thể đến đó giúp đỡ. Đại nhân quả nhiên thần võ. Bên trong dãy núi, sinh linh của thế giới khác lớn tiếng khen ngợi hư không vương thú. Thế nhưng Thạch Hạo lại tức giận vô cùng, đây là lần đầu tiên có người giết người vô tư, giết người ngay trước mặt hắn như thế, lúc này. Hắn xông về phía trước thế nhưng mục tiêu cũng đã thay đổi. Phụt, chỉ là đòn đầu tiên, một cành liễu lao ra xuyên thủng mi tâm một người, nhấc lên giữa không trung rồi sau đó đập vỡ tan. Muốn học ta, không dễ như vậy. Hư không thú cười lạnh nói, nó muốn ngăn cản, muốn giam cầm hư không để chặn đứng Thạch Hạo. Nhưng mà, sát ý của Thạch Hạo dâng ngập trời. Lúc này ba luồng tiên khí cuồn cuộn đồng thời, áo giáp lôi đế cũng được hắn mặc vào, trong tay là tiên kiếm Đai La, hình ảnh này chứng tỏ hắn đã hoàn toàn nổi điên. Xoẹt, cùng với thanh kiếm thai trong tay chính là 10.000 cọng lông thần màu vàng óng lại hiện lên và chém về phía 4 phương 8 hướng, dù cho hư không thú nắm giữ thần tác không gian thì cũng không thể ngăn cản toàn bộ. Mà đây lại là một đòn đầy tức giận của một vị trí tôn trẻ tuổi đã tu ra bông hoa đại đạo, dũng mãnh không thể đỡ. Đứt, hư không thú hét lớn, dốc sức ra tay. Thế nhưng lông chim vàng vẫn không hề vỡ nát, chúng không ngừng bắn giết địch thủ xung quanh. Vài tên sinh linh đến từ thế giới bên kia đều kêu thảm, đôi mắt trợn to và ngã trong vũng máu. Người dám giết tôi tớ của ta, hư không thú gầm nhẹ. Trong mấy sinh linh ngã xuống kia có mấy người là người hầu của nó. Thế à, vậy thì lòng ta cũng sẽ hơi dễ chịu đôi chút. Thạch Hạo nói, vốn hắn cũng không muốn giết chóc, bởi vì luôn cảm thấy những sinh linh này có cùng nguồn gốc với sinh linh của Cửu Thiên Thập Địa, nhưng vừa nãy trong lòng ngập tràn lửa giận. Thực sự không nhịn được nên muốn đại khai sát giới. Đám sâu lông với dòng máu dơ bẩn đang chảy xuôi bên trong thân thể đều đã giải quyết, không còn thứ gì chướng mắt nữa. Hiện tại có thể chậm rãi trừng trị ngươi được rồi. Hừ, không thú liếm miệng, ánh mắt âm trầm áp phía trước. Khắp nơi truyền đến tiếng ầm ầm. Các đỉnh núi cùng với các dãy núi đã sụp đổ đều đang phục hồi như cũ, bởi vì đây là tiểu thiên thế giới mà thập giới đồ và túi càn khôn biến hóa ra. Tránh việc có thêm sâu bọ tới quấy rối, đổi chiến trường khác. Hừ, không vương thú nói, toàn thân nó phát sáng bao phủ đất trời, rồi quấn lấy Thạch Hạo biến mất khỏi nơi này. Tiến vào phần cuối dãy núi. Sắc mặt Thạch Hạo âm trầm không hề cưỡng lại, hắn đi theo đến nơi này, trong lồng ngực có một luồng sát ý ngập trời. Ồ, ngươi lại đi qua biên giới của thế giới chúng ta. Trên người nhất định có bí mật gì đó, hiện tại đã rời xa chiến trường kia rồi, tất cả các loại cơ duyên hay bí mật trên người ngươi đều thuộc về ta cả. Hư không vương thú tự tin nói, đồng thời trong mắt bốc lên ánh sáng hừng hực nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Đây là nguyên nhân nó tìm kiếm Thạch Hạo, muốn một mình chiếm trọn bí mật này. Thạch Hạo đương nhiên biết biên giới của thế giới mà nó nói tới chắc chắn là ngọn Bất Hủ Sơn màu đen kia. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, nói, ngươi không sợ hãi à? Cho rằng chắc chắn sẽ bắt được ta? Người đời này, xưa nay còn chưa có ai dám khinh thường ta như thế. Nói đến lời cuối cùng, âm thanh Thạch Hạo khàn khàn, toàn bộ tức giận vọt thẳng lên. Nhất định phải báo thù cho những người đã chết kia, đánh chết kẻ này. Lục đạo luân hồi. Thạch Hạo hét lớn từng chữ, tinh khí thần toàn thân nhanh chóng tăng lên. Mặc dù chỉ có chiều cao bình thường, thấp hơn rất nhiều hư không vương thú lớn như núi kia, thế nhưng loại khí thế này lại có vẻ cao thâm không thể với tới. Lúc này, thần lực của hắn sôi trào, để thăng đạo hạnh lên tới cực điểm, sử dụng tới đòn đánh tuyệt thế. Lục đạo luân hồi, thức mở đầu của toàn bộ 6 loại ấn pháp vào đúng lúc này hoàn thành và dung hợp lại cùng nhau, trong tiếng ầm vang chính là một đòn động trời lao tới. Không ngờ lại là loại thiên công cổ này. Hư không thú giật này cả mình, nó rít lên một tiếng, làn da toàn thân phát sáng, 18 cái sừng trên đầu bắt đầu rung lắc và bắn ra thần mang vô lượng. Cửu chuyển thiên công, nó cũng quát lớn, ầm. Một lát sau, giữa hai người tuôn ra thần lực như sóng lớn không gì sánh được, mênh mông cuồn cuộn bao phủ vùng núi này, như bẻ cành khô, không gì không phá. Hư không thú hoàn toàn không nghĩ đến Thạch Hạo lại nắm giữ thiên công cái thế lục đạo luân hồi này. Ở trên một kỷ nguyên kia thì loại thiên công cổ này đã từng tạo thành thương tổn rất lớn cho thế giới của chúng nó, giết chết không ít chí cường giả vang danh thiên hạ. Hiện nay, thiên công cổ này lại xuất hiện nên khiến sắc mặt nó không thể không nghiêm túc, không dám bất cần chút nào. Vì thế nó cũng đang liều mạng, dùng hết khả năng vận dụng một loại công pháp cổ xưa khác để ngăn cản lục đạo luân hồi, liều mạng với Thạch Hạo. Liên tiếp va chạm mạnh, 6 hố đen xuất hiện nuốt chửng hư không, khắc chế thần thông bản mệnh vốn có của nó, nung chảy tất cả, 6 vòng xoáy xoay chuyển, không gì không phá. Tuy nhiên, khi cửu chuyển thiên công xuất hiện thì cũng coi như giúp nó thoát khỏi tình thế nguy cấp. Đây cũng là một loại công pháp cổ xưa đã từng chấn kinh cả một kỷ nguyên. Thần uy không thể ngăn cản. Nơi này phảng phất như thời kỳ tận thế, sương mù hỗn độn nghi ngút. Ầm ầm, sau khi một đòn cuối cùng đánh ra thì bóng hình của hai sinh linh mới dần xuất hiện, khóe miệng cả hai đều chảy máu, lảo đảo không thôi. Thế nhưng, đôi mắt của Thạch Hạo lại sáng rực, đồng thời nhanh chóng áp sát về phía địch thủ. Cú đấm này đánh thẳng lên đầu của hư không thú, cực kỳ mạnh mẽ. Gào, hư không thú rít gào, cả người phát sáng, thế nhưng giữa hai bên vẫn truyền đến tiếng vang trầm nặng. Cú đấm cuối cùng này Thạch Hạo đã vận dụng toàn bộ sức mạch. Cùng tới khoảng cách lại gần như thế nên đã phá nát lớp vảy trên đầu nó, máu tươi chảy dài. Đương nhiên, lưỡi dao hư không cũng đồng thời chém trúng Thạch Hạo, khiến máu tươi đầm đìa chảy ra từ những lỗ hổng đã có từ trước của áo giáp lôi đế. Dầm, một chân Thạch Hạo đạp lên cái đầu khổng lồ kia, bàn chân tựa như là hàng tỷ sức nặng, muốn đạp nó chết tươi. Giết, hư không vương thú quát lớn. 18 cái sừng trên đầu sáng lên hóa thành 18 chùm ánh sáng bao phủ Thạch Hạo vào trong, muốn dùng sức mạnh hư không để luyện hóa hắn. Nghiệt xúc, chịu chết đi, Thạch Hạo hét to, hai tay kết ấn, lần nữa vận dụng tới thiên công cổ. Lục đạo luân hồi, thiên công cổ tái hiện. Chết! Thạch Hạo giống to, tóc đen trên đầu dựng thẳng tựa như dài đến 3.000 trượng, ẩn chứa cơn lửa giận dữ cùng với cơn cuồng phong dữ dội của hắn. Hai tay kết ấn như có 6 bóng người cùng xuất hiện, đồng loạt đánh về hư không thú. Tất cả đều đánh thẳng lên trên đầu của hư không thú, kết quả đương nhiên sẽ đáng sợ vô biên, nơi này bị đánh tới mức nổ tung. Nếu không phải hư không thú có khả năng thao túng thiên địa thì nó chắc chắn phải chết. 18 cái sừng trên đầu bùng phát ra sức mạnh to lớn nhất, đốt cháy hư vô, diễn biến thiên địa, hóa tất cả thành hư ảo. Đây là thần thông bản mệnh của nó, bản thân hòa cùng hư không nên mới tránh được một kiếp. Mặc dù vậy nó cũng bị đánh đến khóe miệng ứa đầy bọt máu. Đây mới thực sự là một đòn cái thế, ít nhất trong cùng thế hệ chẳng mấy ai có thể đánh ra pháp môn sát phạt như thế này. Hiện tại Thạch Hạo thể hiện tư thế vô địch của mình. Tuy hư không thú rất mạnh nhưng trong cự ly gần như vậy vẫn ăn phải thiệt thòi lớn, toàn bộ thân thể lắc lư rơi ra khỏi hư vô. Hư không đoạn hồn, cửu chuyển thiên công, nó cũng hét lớn, mặc dù bị thua thiệt suýt chút chết đi, trên đầu đều là các vết rách, thế nhưng nó vẫn không có từ bỏ phản kích đầy độc ác và tàn nhẫn. Liên tiếp bùng phát ra hai loại bảo thuật. Đầu tiên là một hư không đại liệt chảm, xé nát bầu trời, muốn kéo lìa Thạch Hạo. Đây là pháp môn vô thượng lợi dụng bí lực hư không, là thần thông tạo nên tên tuổi của nó. Tiếp theo lại xuất ra cửu chuyển thiên công, đây là cổ pháp có thể sánh ngang với lục đạo luân hồi, ở kỷ nguyên tiên cổ đã từng khiến cả một thời đại sợ hãi. Cao thủ đối địch giữa hai thế giới bị bức ép không ngóc đầu lên nổi. Cửu chuyển thiên công làm cho đất trời xoay tròn 9 vòng, tiêu diệt tất cả, đánh nát vạn vật, đây là một loại tuyệt sát. Thạch Hạo đương nhiên cũng đã trúng đòn nên cả người rung bần bật, tuy sức phòng ngự của hắn rất kinh người, đồng thời vận dụng động thiên duy nhất. Trong vùng lĩnh vực này thì hắn là người thống trị, thế nhưng vẫn bị thương. Mặt khác hắn cũng đang vận dụng các pháp môn khác phối hợp triển khai cùng lục đạo luân hồi, 6 miệng hố đen nuốt chừng cùng một chỗ, bao vây thiên địa, thu nạp bí lực hư vô. Lần va chạm mạnh này khiến một người một thú đều phun máu phè phè, tất cả đều bị trọng thương. Không thể không nói, hư không thú da dày thịt béo, sức phòng ngự kinh thế. Nếu không, có mấy ai dám đọ thân thể với Thạch Hạo? Tuyệt đối không chịu nổi. Loại cổ thú này sinh ra trong hư không, là do bí lực hư vô diễn biến thành, vì vậy có đủ loại thần dị, đánh về phía nó mà cứ như đang công kích một chỗ nào đó trong hư vô. Mặc dù đã bị đánh trúng nhưng cũng rất khó thương tổn đến bản nguyên của thân thể trí cường này. Trừ một vài người như Thạch Hạo ra thì thế gian này đã rất khó tìm được trí tôn trẻ tuổi nào có thể công phá phòng ngự của nó. Con thú này khủng khiếp dị thương. Trong chớp mắt bọn họ tách ra, Thạch Hạo gắng gượng ngưng tụ pháp lực, hai chân đạp mạnh hòng dẫm nát cái đầu lâu to lớn kia, đây là đòn công kích chí mạng. Thế nhưng đối với hư không thú mà nói thì cũng không phải không đảo ngược được, thoáng chốc thân thể nó hóa thành hư vô, trở thành bọt nước và thoát đi ra ngoài. Thế nhưng đây lại là một loại sỉ nhục với nó, dù cho nó tạm thời tránh được đòn này nhưng lòng không cam răng kín trong người. Trước đó, nó từng nói phải giết chết con sâu bọ nhỏ bé này và chiếm lấy toàn bộ bí mật trên người hắn, thế nhưng hiện tại lại đảo ngược, bị con sâu bọ nhỏ bé kia làm tổn thương. Nó có thể cảm giác được xương sọ của chính mình xuất hiện 18 vết nứt, máu tươi đầm đìa. Chỉ thiếu một chút là đã tổn thương tới nguyên thần. Đây là kết quả mà nó đã vận dụng bí lực hư không tránh né. Đồng thời, cũng nhờ 18 cái sừng này chịu đòn thay cho đầu lâu, nếu không kết quả càng nghiêm trọng hơn. Lục đạo luân hồi, mới vừa tách ra, Thạch Hạo liền triển khai loại thiên công cổ này lần nữa, bởi vì uy lực của nó mạnh mẽ vô song, mang tới tác dụng rất lớn, đủ để nhanh chóng tiêu diệt đối thủ. Hư không thú bị bức ép phải triển khai cửu chuyển thiên công. Ngay trong chốc lát ngắn ngủi này thì ba bên đều nổ tung, toàn bộ thân thể thiêu đốt, lửa nóng hừng hực bùng cháy dường như muốn thiêu hủy 9 tầng trời. Đây là một hồi đại sát kiếp. Cũng may nơi này không có ai, nếu không đều chắc chắn bị đốt thành bụi trần, toàn bộ núi lớn ở phía cuối đều biến mất, dung nham trong lòng đất đều bị khơi ra. Mà con sông lớn ở gần liền hóa thành một luồng xương trắng nhanh chóng lan tràn về đầu nguồn, sau đó bốc hơi toàn bộ. Còn có mấy cái hồ lớn, trong đó có một cái rộng mênh mông như biển cũng hóa thành sương mù. Trong nháy mắt bốc hơi và để lại nơi đó là một lòng chảo rộng lớn. Đây là một trận đại chiến kinh thiên động địa, toàn bộ phần cuối dãy núi đều không còn tồn tại nữa, đều bị tiêu diệt, đều bị vỡ vụn. Đều đã hóa thành bụi mù. Một người một thú đã giết tới điên cuồng, một người tóc đen rối tung máu me khắp người, một thú vải giáp chóc ra, sừng trên đầu cũng đều đã xuất hiện vết rách. Bọn họ cùng hét lớn rồi quấn lấy nhau, thiên công cổ liên tục được triển khai, hủy diệt đất trời. Hai sinh linh giết đến điên cuồng, đôi mắt đỏ như máu, thần trí điên loạn. Đây là cuộc chiến sinh tử. Không người nào muốn dừng lại, cũng căn bản dừng không được. Một trận đại quyết chiến không thể nào tưởng tượng được. Nếu mình có thể kết thành ba bông hoa đại đạo thì tốt rồi. Đến lúc này thì Thạch Hạo cũng đã rõ. Khi hóa tiên khí thành bông hoa đại đạo thì sẽ có hiệu quả sẽ lớn đến mức nào. Hiện giờ nói gì đều vô dụng, may mà hắn là người phi thường, thân thể mạnh mẽ, sức hồi phục kinh người. Kết hợp với đất trời để rút lấy tinh khí. Đồng thời lúc này, trên bông hoa đại đạo thứ nhất mà hắn đã tu ra được thứ kia, người tí hon mơ hồ ngồi xếp bằng trên đó hình như cũng đưa đến một tia tác dụng nào đó. Lập tức khiến cho hư không thú hơi khiếp sợ. Chính vì thế nên mới khiến cho con thú vương cấp thiên thần này e dè cùng với việc cảm thấy chút bó tay bó chân. Nó cảm thấy bực tức cùng với sợ hãi. Lúc này cau mày như đang nghĩ tới lời đồn nào đó nhưng cũng không biết đúng hay sai. Vì vậy, đòn tấn công của nó không đủ hoàn hảo, không đủ quả quyết. Mang theo sự chần chờ nên mới làm cho nó bị thiệt thòi lớn tới mấy lần. Giết, Thạch Hạo hét lớn, hắn và hư không thú công kích không ngừng. Bất kể là lục đạo luân hồi hay là cửu chuyển thiên công đều nhiều lần nổ vang khi va chạm với nhau, cuộc quyết đấu vô cùng đáng sợ. Nhưng quyết chiến như vậy cũng tiêu tốn thần lực nhất, bản nguyên của cả hai cũng vì thế gập như khô cạn. Lục đạo luân hồi uy lực mạnh mẽ vô song, quả thực rất khủng khiếp, thế nhưng tiêu hao cũng rất kinh người. Thạch Hạo triển khai một lần, hai lần, ba lần thì không sao, thế nhưng 4 lần, 5 lần liên tiếp thì sẽ cảm thấy đuối sức, nếu tiếp nữa thì chính là tiêu hao. Đánh đến một bước này, số lần hắn triển khai tuyệt đối vượt qua con số 9, đây là con số cực hạn, đại biểu một loại hạn chế nào đó trong thiên địa. Vì vậy, dù cho không gặp phải cường địch thì bản thân cũng không cách nào gắng gượng được. Tương tự, hư không thú cũng gặp phải vấn đề như vậy, nó há mồm thở dốc. Miệng mũi phun máu, khung xương của thân thể đều đang kéo kẹt vang vọng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giải thể. Thạch Hạo cố nén lại, bởi vì hắn thường xuyên đột phá cực điểm, 9 không phải là con số cực hạn của hắn mà là con số 10 mới là tận cùng, lại giống như sau 10 động thiên hắn tiến thêm một bước. Dung hợp làm một, mà hư không thú là lợi dụng tu vi thiên thần cảnh của bản thân để mạnh mẽ chống đỡ. Rốt cục sau một đòn nữa thì cả hai người đều uể oải. Không cách nào thi triển được lục đạo luân hồi và cửu chuyển thiên công nữa. Người rốt cục không cách nào triển khai loại thiên công cổ kia rồi sao? Hư không thú há miệng thượng nữa, mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, nói, ngươi có nghe nói qua. Một hạt bụi có thể lấp biển, một cây cỏ chém hết trời, chăng, sao? Bất luận một môn bảo thuật nào mà tu luyện tới cực điểm đều là tuyệt thế, đều là pháp môn vô địch, không hề yếu hơn thiên công. Hiện tại ngươi đã không cách nào triển khai thiên công cổ được nữa, như vậy thì đến phiên ta ra tay rồi. Cho ngươi mở mang kiến thức một chút, thủ đoạn như thế nào sẽ phá hết vạn pháp. Hư không thú gầm thét lên, nó thực sự tức chết đi được, lần này bị thương quá nặng, một vài xương cốt trong cơ thể đều đã gãy vỡ. Hiện giờ trong mắt nó lộ vẻ hung ác, bắt đầu phát uy, không dùng tới thiên công mà chỉ dùng bảo thuật đánh giết Thạch Hạo. Giống, trong lúc há miệng, vô tận kiếm khí dâng lên và lao ra tựa như núi lửa phun trào đầy hùng vĩ, tất cả bắn về phía Thạch Hạo, đây đều là bí lực hư không hóa thành. Người nói không sai, sau khi đạt được loại thiên công lục đạo luân hồi này thì ta đã hơi lạc lối, nhưng ta cũng không quên rằng ta tinh thông rất nhiều môn bảo thuật. Mỗi một môn đều đã tu luyện tới cực hạn, chỉ kém nhảy ra bước cuối cùng mà thôi. Thạch Hạo quát lên, hắn đang chuyển động thân thể nhanh đến tột đỉnh, sau lưng mọc ra một đôi cánh côn bằng. Tiếng đập cánh phành phạch tạo nên gió mạnh kinh hồn cùng với khí thế khủng khiếp tràn ngập. Hắn dùng một đôi cánh côn bằng đánh ra sức mạnh âm dương, thiêu đốt thần kiếm hư không. Đánh nát toàn bộ những chùm sáng đáng sợ kia. Cùng lúc đó hắn lao xuống dưới, vận dụng toàn bộ lực côn bằng đánh giết hư không thú. Chiếc lò càn khôn định thân, hư không thú gào thét, ngay lập tức nó niêm phong hư không, giam cầm Thạch Hạo lại. Có thể nhìn thấy một chiếc lò đầy lớn lao xuất hiện. Đó là do bí lực hư không tạo thành, nhốt Thạch Hạo vào trong, giam cầm ở đó. Chiếc lò càn khôn luyện hóa. Tiếp theo, nó lại quát to một tiếng, lò lớn kia phát sáng, thứ này dùng bí lực hư không làm lửa hỏng đốt cháy Thạch Hạo thành cho tàn. Không thể không nói, hư không thú thủ đoạn thông thiên, loại bí thuật biến hóa này thì người thường căn bản không ngăn được. Phải biết, lò nung càn khôn được hình thành từ bản nguyên của vùng thế giới này để nung chảy vạn vật, toàn bộ hư không đều là lò lớn, ai có thể tránh thoát. Cũng chỉ như Thạch Hạo năm xưa đã từng lấy hư không làm lò, dùng vạn đạo làm lửa để rèn đúc bản thân, tu ra tiên khí, đã trải qua đau đớn tương tự. Năm đó hắn cửu tử nhất sinh, thiếu chút nữa là toi mạng, hình thần đều diệt, nhưng cuối cùng cũng coi như đã vượt qua được. Vì vậy, hiện tại hắn có sức đề kháng đầy mạnh mẽ. Sau khi bị niêm phong bên trong và nhớ lại đủ thứ của năm đó, vào lúc này chợt rít lên một tiếng, ba luồng tiên khí quấn quít chặt lấy nhau đồng thời diễn hóa ra bông hoa đại đạo. Cả người hắn nổ tung, tựa như năm xưa khi đột phá hạn chế để tu ra tiên khí, hiện giờ hắn cũng đánh tan lò luyện hư không, cả người tản ra ánh sáng vô lượng rồi vọt ra ngoài. Hư không thú há hốc mồm. Đây là nhân vật nghịch thiên cỡ nào chứ, chỉ là một thiếu niên vậy mà lại dứt khoát và bá đạo như vậy, đã phá tan đại thần thông của nó. Chiếc lò càn khôn lập tức nổ tung, bí lực hư không tàn phá bừa bãi, bao phủ thiên địa, không thể tưởng tượng. Hú! Thạch lên một tiếng, tuy rằng máu me khắp người nhưng cũng mang theo mùi thơm lạ lùng, sen vàng liên miên tỏa ra xung quanh, hắn triển khai một bộ thiên địa pháp tướng. Cả người biến lớn, hắn hóa thành núi cao, kích thước còn hơn cả hư không thú, trực tiếp nghiêng người qua rồi mở miệng quát phá vạn pháp. Hắn từng nuốt quả kim bồ, sau đó khổ tu đủ kiểu nên nắm giữ một loại năng lực đặc biệt, dù cho pháp lực có tập kích tới ngay trước mặt thì cũng chẳng hề bận tâm, có thể làm cho bảo thuật đó tạm thời mất đi hiệu lực. Hư không thú trong lòng hoảng loạn, bí pháp đã thi triển lại không hề có tác dụng. Tiếp theo, nó cảm giác được một loại đau nhức, quả đấm to lớn kia như một ngọn núi nhỏ đập xuống, đánh lên trên đầu nó. Vảy trên người nó chóc ra, máu tươi chảy dài. Nhiệt xúc nhận lấy cái chết. Thạch Hạo hét to, cả người cưỡi lên trên mình nó, một tay nắm chặt lấy sừng rồi dùng sức giữ lại. Một tay khác phát sáng nện tới tấp xuống bên dưới. Ngồi trên thân hình của hư không thú để đánh nhau, trước nay đã có mấy ai. Nói chính xác hơn, đây là một con hư không vương thú, là một trong những sinh linh mạnh mẽ nhất, nếu như nó trưởng thành thì tương lai sau này chắc chắn sẽ trở thành tiên. Nhưng, một con hung thú như thế này lại bị Thạch Hạo ghì mạnh bên dưới, đồng thời không ngừng giáng xuống những nắm đấm đầy mạnh bạo, đi kèm là ánh sáng bảo thuật. Là thần lực khủng khiếp khiến cho miệng mồm phun ra đầy máu, tai mũi đều rách toát, cả người toàn là máu tươi. Hư không thú thét gào ngập tràn giận dữ, sự sỉ nhục và lòng không cam trào dâng. Từ khi sinh ra tới giờ nó chưa hề gặp phải sinh linh nào yêu tà như thế này. Sâu bọ thấp kém, cút ngay cho ta. Nó hét lớn đồng thời ra sức giãy giụa, cố gắng triển khai bảo thuật, thế nhưng lúc này đều mất đi hiệu lực cả, không cách nào chuyển được pháp lực, không cách nào hình thành nên thần thông. Pháp thuật bị xóa bỏ. Người trẻ tuổi này cực kỳ thần bí, lại có thể ép nó tới một bước này, khiến cho một thân bí lực hư không cách nào triển khai được. Bảo thuật không thể thành hình và xuất hiện. Hư không thú giống lớn hòng thoát khỏi Thạch Hạo, bị người khác cưỡi trên người và không ngừng đấm đá tới mức hoa mắt chóng mặt. Âm thanh xương vỡ nát khiến nó cảm thấy khó chịu, đây là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Thứ như ngươi mà cũng dám ngồi lên trên người của ta, cút xuống ngay. Con thú này trở nên điên cuồng. Cả cơ thể lăn lộn trên mặt đất và cố gắng khống chế cho ra thần thông, thế nhưng lúc này lại ăn thêm một đòn càng nghiêm trọng hơn nữa. Con súc sinh này, không muốn làm thú cưỡi của ta chứ gì. Thế hôm nay ta sẽ giết chết ngươi, đừng nói là cưỡi, ngay cả đạp lên đầu thì ta cũng làm. Thạch Hạo chửi bới, hắn cũng đã hoàn toàn nổi giận. Khai chiến nãy giờ cũng đã rất lâu rồi nên bản thân cũng bị thương và chảy máu không ít, đây đúng là chuyện hiếm có sau khi hắn có tu vi ngạo thị đồng đại như hiện nay. Tay trái của hắn ấn đầu xuống, còn tay phải không ngừng nện mạnh khiến cái cổ của nó suýt nữa thì đã gãy liệt. Tiếp đó cánh tay lượn vòng vẽ nên một cung tròn đánh thẳng về phía mắt của nó. Hư không thú hốt hoảng liều mạng lắc đầu tránh né. Cú đấm này vẫn trúng đích, thế nhưng chỉ là nện thẳng lên trên mí mắt của nó mà thôi. Lập tức tiếng xương gãy từ nơi đó truyền ra, khoẹt toác, huyết dịch chảy dài. Cảnh tượng rất thê thảm. Ít nhất đối với hư không thú mà nói, nó chưa bao giờ gặp phải thảm họa như thế này, nó gần như nổi điên. Lại bị người khác ngược đãi như vậy. Tiếp đó lại là một quyền giáng mạnh lên trên miệng của nó, trong giây lát đó, hư không thú rít gào, bọt máu từ miệng không ngừng ứa ra. Những chiếc răng rụng rời không ngừng cùng máu đỏ tung tóe ra ngoài. Hiện giờ chiếc miệng của nó đã bị đánh nát bấy, vô cùng thê thảm. Bởi vì Thạch Hạo không chỉ vận dụng sức mạnh thân thể mà còn sử dụng cả bảo thuật, hiện giờ là dùng tới côn bằng pháp, kim quang vô lượng mang theo 10.000 thanh kiếm tung bay. Lúc này, cái miệng của nó đã bị chém lìa, một phần thân kiếm màu vàng óng dính chặt giữa khoang miệng của nó. Thạch Hạo vận dụng tiệt sát hỏng loại bỏ đi tính mạng của con thú này, không có nó bất cứ cơ hội nào. Hư không thú kêu la thảm thiết. Loại thương thế này quá nghiêm trọng nên khiến nó không cách nào nhịn được cơn đau. Ầm ầm, nó đánh mạnh xuống mặt đất, đồng thời xoay người đưa phần lưng xuống bên dưới, mục đích muốn ép mạnh Thạch Hạo xuống dưới và thoát khỏi tình cảnh này. Bởi vì nó cảm thấy chịu đựng như vậy là quá đủ rồi, tên này không chỉ cưỡi trên lưng mà còn làm nhục nó, còn đánh đập nó, cứ để tiếp thì chắc chắn sẽ rơi vào cảnh bỏ mạng. Nếu là người khác, sau khi bị côn bằng pháp oanh kích thì hình thần sẽ diệt vong ngay tức khắc. Nhưng hư không thú lại rất mạnh, thân thể vô song. Tuy rằng không thể sử dụng bảo thuật nhưng vẫn có thể rút lấy bí lực trong hư không để chữa trị thương thế. Nó đánh mạnh xuống đất khiến nơi ấy xuất hiện khe nứt dài không biết bao nhiêu dặm. Nhưng mà Thạch Hạo làm sao lại để nó đạt được mục đích chứ? Hắn sớm đã nhảy bậc lên, đồng thời vặn mình quay trở lại trên thân của nó. Lần này, bảo thuật côn bằng tựa như thái dương vàng óng nổ tung, đi kèm là nắm đấm của Thạch Hạo đã tiến thẳng tới mi tâm của nó. Rác, âm thanh rạn nứt từ xương trán truyền tới, cơ thể của nó rất mạnh nên đã chặn đứng được đòn đánh này. Vẫn không hề xuyên thủng mà chỉ xuất hiện vết rạn nơi mi tâm mà thôi. Gào, hư không thú giống lớn, đôi mắt trợn tròn, đầu lâu to lớn đong đưa, liều miệng chống trả. Rác, tiếng vang lớn lại xuất hiện, lần này Thạch Hạo đã vận dụng tới sức mạnh cực hạn của bản thân, 18 chiếc sừng của hư không thú va chạm với bảo thuật cùng với ánh quyền của hắn, trong tích tắc. Cái vài chiếc sừng đã bị đánh gãy rời khỏi thân thể của nó. Là trọng thương. Nên biết những chiếc sừng này chính là cội nguồn sức mạnh của nó, ngày thường thì làm sao có khả năng sẽ bị thương tổn được chứ, bởi vì có bí lực hư không gia trì cho nên vững chắc bất hủ. Nhưng hiện giờ lại bị người khác đánh gãy, việc này tựa như trời đất sụp đổ vậy, lần đầu tiên khiến hư không thú sinh ra cảm giác sợ hãi. Bảo thuật của ta mất đi hiệu lực. Tại sao ngươi lại có năng lực như thế này chứ, rất giống với một hoàng tộc nào đó của thế giới chúng ta. Hư không thú bị đánh tới mức rối bời, trong vẻ hoảng sợ chợt thì thầm như thế. Thạch Hạo nghe vậy thì thất kinh. Đúng rồi, giới này của các ngươi cũng từng có bộ tộc sở hữu năng lực như vậy, thế nhưng hẳn phải tuyệt diệt từ lâu rồi mới đúng. Dù cho hậu duệ sau này cũng không thể tu thành được. Hư không thú rít gào, chống cự đầy kịch liệt. Thạch Hạo hoảng sợ, hắn biết. Thế giới này quả thật có vài chủng tộc có năng lực như vậy, thế nhưng không nghĩ tới lại chỉ là hậu duệ. Càng không nghĩ tới ở thế giới bên kia có một chủng tộc dựa vào năng lực này để trở thành một đại hoàng tộc. Ta không thể chết được. Làm sao có thể bị một chủng tộc nhỏ yếu và dơ bẩn đánh gục được chứ, ta phải sống sót. Hư không thú gào thét. Sau khi nhận lấy cú đấm ở đỉnh đầu thì thần trí không được tốt cho lắm. Hiện tại sau khi liều mạng lao vút lên trên thì nó đã trở nên điên cuồng. Nó ra sức chống trả, còn Thạch Hạo lại ra sức áp chế, vận dụng bí thuật trí cường hòng lấy mạng của nó. Rốt cuộc tiếng vang thật lớn truyền ra, nơi xương trán của nó đã bị xuyên thủng, thần quang chiếu rọi tựa như đã hoàn toàn bỏ mạng. Thế nhưng vào đúng lúc này, từ bên trong mi tâm của nó có một tấm đạo phù cổ xưa chấn bay Thạch Hạo hòng lao ra ngoài. Đồng thời, tấm đạo phù này bao phủ lấy hư không thú rồi chớp mắt lướt sang ngang, và cơ thể của nó đang nhanh chóng hồi phục lại như cũ. Chính xác, đây chính là một loại thần phù đoạt lấy tạo hóa thiên địa, có thể giúp huyết nhục hồi phục lại như cũ, cơ thể tái sinh, thân thể từ chết có thể chuyển sang sống. Thạch Hạo tức giận, ra sức để giết chết con thú này, thế nhưng tấm đạo phù ấy lại ra tay cứu lấy. Rõ ràng có sinh linh thuộc cấp đại nhân vật đã lưu lại tấm đạo phù này trong cơ thể của nó hòng bảo vệ tính mạng, không muốn nó sẽ chết ở một giới này. Thạch Hạo truy kích, không muốn buông bỏ. Nhưng tấm đạo phù này quá nhanh, thứ này sở hữu sức mạnh không gian nên mặc sức tung hoành trong thiên địa. Nếu là người bình thường sớm đã bị cắt đuôi chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Thế nhưng thanh tiên kiếm đại la trong tay của Thạch Hạo chợt chém đứt hư không, tiếp đó đuổi theo. Keng. Tiếng vang giòn giã truyền khắp, tấm đạo phù này nát bấy, cứ thế hóa thành tro bụi. Mà cũng trong lúc đó, hư không thú đã hồi phục lại như cũ, ngay cả những chiếc sừng đã bị đánh gãy cũng đã mọc lại. Khôi phục lại chiến lực đỉnh cao. Thạch Hạo không nói lời nào, hắn lấy ra một viên thủy tinh có phong ấn một giọt chân huyết của Phượng Hoàng rồi nuốt mạnh xuống. Đây là thứ hắn cố ý lưu lại, nếu rơi vào tình thế nguy cấp thì có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Huyết dịch bốc hơi, bảo quang vô lượng, tựa như là Phượng Hoàng niết bàn, tinh khí của Thạch Hạo trở lại cuồn cuộn như xưa. Chớp mắt đã khôi phục hoàn toàn. Ánh mắt của hư không thú lạnh lẽo quét nhìn, nó đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh. Vẻ lạnh lùng càng tăng hơn. Con sâu bọ như ngươi lại khiến ta gặp phải đau khổ như vậy. Hôm nay chắc chắn sẽ khiến cho ngươi chết chẳng chút tử tế. Hư không thú đầy uy nghiêm nói. Bại tướng trong tay ta, vậy mà còn dám ngông nghênh như thế. Thạch Hạo mỉa mai. Chỉ là do bất cẩn nên mới bị ngươi thành công đánh lén mà thôi, nhưng mà ta biết được năng lực miễn dịch pháp lực kia không phải lúc nào cũng thi triển được. Hiện giờ ngươi không cách nào triển khai được nữa, hơn nữa ta cố ý phòng bị thì ngươi làm gì được ta chứ? Hư không khú lạnh lẽo nói, tiếp đó bước tới với sát khí ngập trời. Chính xác, đón nhận chính là một cuộc đại quyết chiến. Lục đạo luân hồi và cửu triển thiên công được vận dụng tới cực hạn, cuộc chém giết khiến nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa thất sắc, khí hỗn độn sôi trào mãnh liệt. Huyết dịch không ngừng rơi vãi. Cả hai đều đỏ đậm cả người, thân thể rách nát, chém giết tới gay cấn, trọng thương của mỗi người đều không cách nào tưởng tượng nổi. Cuối cùng thì cũng đã tới thời khắc liều mạng. Hư không thú quát, sinh linh đê tiện đang chảy dòng máu dơ bẩn kia, tổ tiên của các ngươi cũng đều thất bại thì cần gì phải nói tới ngươi làm gì, chịu chết đi. Nó vận dụng tới thủ đoạn mạnh nhất. Thần thông bản mệnh xuất hiện liền khiến thiên địa ào ào vang vọng. Chỉ trong nháy mắt liền xuất hiện 8 sợi xích to lớn nhắm thẳng về phía Thạch Hạo. Mặc cho hắn có tránh né thì cũng không cách nào thoát khỏi. Trước sau vẫn bám chặt theo hắn. Vù vù vù, 8 sợi xích to lớn lao tới từ 8 phương hướng khác nhau đầy yêu dị. Cuối cùng nó cũng đã khóa chặt và giam cầm Thạch Hạo ở trong hư không. Ha ha. Hư không thú cười to đầy hung ác, nó mở cái miệng to như chậu máu, nói bộ tộc của chúng ta nắm giữ hư không nên không ai có thể thoát khỏi được gông xiềng hư không cả. 8 sợi xích này quấn chặt vào thân thể chính là sự trói buộc của thiên địa, là muốn đưa ra phán quyết với ngươi. Vậy thì làm sao thoát được? Nó cũng không có trì hoãn thêm vì sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, lập tức há miệng phun ra các lưỡi dao không gian giết chết Thạch Hạo. Nghiệt xúc! Người cho rằng như vậy có thể giết chết được ta à? Ta sẽ dùng âm dương của côn bằng để nghịch chuyển và chém giết lại ngươi. Thạch Hạo nói xong rồi cả người tỏa đầy ánh sáng. Thế nhưng, hắn chợt nhíu mày và nhanh chóng thay đổi loại khác, nói, nghịch biến âm dương vẫn chưa hoàn thiện, hay là dùng bảo thuật của chính mình giết ngươi cũng được, cũng là thần thông bản mệnh. Vẫn đủ khả năng áp chế ngươi, để ngươi phải tâm phục khẩu phục. Ngu ngốc, vẫn còn thời gian để chém gió à? Hư không thú lạnh giọng nói. Nhưng, lập tức nó chợt chấn kinh. Bởi vì đối phương vẫn có thời gian, nơi đó những mảnh vỡ thời gian bay lượn. Sức mạnh thời gian lưu chuyển hoàn toàn khác với những nơi còn lại. Đây chính là loại pháp môn thứ hai mà trí tôn cốt của Thạch Hạo đã hình thành, luân hồi. Lúc này nó đang diễn dịch ra sức mạnh thời gian. Dùng pháp tắc thời gian để phá thần tắc không gian của ta. Hư không thú hét lớn, trong mắt nó liền xuất hiện vẻ hoảng loạn. Chủng tộc của bọn nó sợ nhất chính là sức mạnh thời gian. Nếu không thì bảo thuật không gian có thể nói là vô địch, chỉ khi nào gặp phải sự ăn mòn của thời gian thì mới có thể đại bại mà thôi. Hư không thú hét lớn, nó cảm thấy bản thân trở nên già nua. Huyết dịch toàn thân chớp mắt khô cạn, vô cùng suy yếu. Sức mạnh của năm tháng vô ảnh vô hình không ngừng tác dụng lên trên người của nó, lúc này khiến nó tựa như già đi cả vạn tuổi. Cả người suy yếu khó có thể đứng thẳng. Hư không thú ngã đập lún mặt đất. Rác, cũng trong lúc đó Thạch Hạo chém đứt 8 sợi xích kia rồi thoát ra ngoài, tiếp đó hóa thành một vị chiến thần vàng óng, một cước đạp mạnh xuống hư không thú bên dưới. Đạo phù bảo mệnh đã dùng. Vậy ngươi còn gì nữa? Phụt, một cước hạ xuống, huyết quang bắn lên. Hư không thú đang bị thời gian cướp đi sức sống vô tận chợt kêu thảm, máu tươi đầm đìa, nửa người bị đạp nát. Nghiệt xúc! Nạp mạng đi, lần này không xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì nữa, nửa người hư không thú đều đã nát bét cả, tự nhiên sẽ mất đi sức chiến đấu mạnh nhất. Đồng thời vào lúc này, trạng thái lão hóa của nó vẫn chưa được giải trừ, vẫn vô cùng già nua và yếu đuối, vải giáp buông lỏng, sừng lờ mờ tối tăm. Hiện giờ đừng nói là Thạch Hạo, dù đổi lại một người chỉ có một luồng tiên khí đến thì cũng đủ để diệt trừ nó rồi. Tuy nhiên, hư không thú không phải con thú bình thường, dù rơi vào trạng thái này cũng không ngừng phản kích. Nó không cam lòng, bởi vì ngày thường nó cao cao tại thượng nên lúc này mới không cam lòng thất bại, không muốn diệt vong. Khà khà, là ai đã nói dòng máu của chúng ta dơ bẩn và huyết thống của ngươi cao quý hơn nhiều thế nhỉ? Sao hiện giờ lại bị ta đạp ở dưới chân thế? Thạch Hạo cười nhạo, con sâu bọ thấp hèn như ngươi thì việc thắng lợi nhất thời như vậy tính là cái gì? Chờ đại quân của thế giới chúng ta hoàn toàn tới đây thì dù là 10.000 người như ngươi cũng không đủ giết. Tất cả đều là cặn bã. Tuy hư không thú bị người đạp ở dưới chân thế nhưng sự kiêu căng vẫn không giảm. Luôn cảm thấy bản thân cao cao tại thượng nên vẫn canh cánh trong lòng việc bị người của thế giới này đánh bị thương. Địch thủ bị mình dẫm đạp dưới chân mà vẫn dám nói năng ngông cuồng như vậy, Thạch Hạo chỉ đành tặng thêm một cước vào miệng nó, lập tức máu tươi tung tóe. Máu tươi bay tứ tung, hàm răng rụng rời, cả cái miệng chẳng ra hình thù gì. Cảnh tượng này có chút thê thảm, đường đường là một hư không thú chưa bao giờ chịu phải đau đớn mà hôm nay lại bị người dẫm đạp, nửa người đều nát bấy. Trong mắt nó bốc lên vẻ hung ác. Dự cảm bản thân khó lòng thoát khỏi một kiếp này nên dùng ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm hắn, đồng thời bên trong cũng có vẻ sợ hãi, sự mâu thuẫn này lan tỏa khắp toàn thân. Nói đi, thế giới kia của các ngươi đã xảy ra chuyện gì, nói hết những điều ngươi biết cho ta nghe. Như vậy ta sẽ giữ lại cái mạng nhỏ này và làm thú cưỡi cho ta. Thạch Hạo nói, hắn rất muốn biết thế giới bên kia là một thế giới cổ xưa thế nào, có những sinh linh ra sao. Vì sao bọn họ lại mạnh mẽ đến mức ép cả thế giới này không kịp thở? Hắn càng muốn biết hệ thống tu hành thế giới kia có tương đồng với bên này hay không, thịnh vượng với cỡ nào. Đừng hòng đạt được cái gì từ chỗ ta. Loại người như ngươi cũng vọng tưởng thu ta làm thú cưỡi, mơ hão. Hư không thú nói, Thạch Hạo không nói hai lời, lần nữa nhấc chân đạp cái ầm, cái miệng rách nát kia liền biến mất hơn phân nửa. Nó chỉ có thể dùng thần niệm truyền âm mà thôi. Tiếp đó, Thạch Hạo chém rách xương trán của nó, uy hiếp đến sự sống còn của nguyên thần, hắn nói. Thu ngươi làm thú cưỡi thì ta cũng không yên lòng. Ta tin tưởng thế giới kia của các ngươi vẫn còn có hư không thú, sau này thu một con khác cũng không sao. Hiện tại, nếu ngươi muốn sống thì hãy giới thiệu những gì mà ta yêu cầu đi. Hư không thú tức giận, đồng thời trong lòng càng thêm sợ hãi. Không biết làm như thế nào cho phải. Vào lúc này thì sức mạnh thời gian biến mất, nó đã từ từ thoát khỏi trạng thái lão hóa thế nhưng đã mất đi nửa người, còn chống trả thế nào? Ta sẽ không bao giờ nói cho ngươi biết đâu. Nó tự an ủi chính mình, muốn giúp ý chí của mình càng kiên định hơn. Xoẹt, đúng lúc này Thạch Hạo chợt ra tay. Hắn chém một kiếm vào trong nguyên thần của nó, hòng ngăn cản sự khôi phục từ trạng thái lão hóa trở về đỉnh cao, làm trọng thương nguyên khí của nó. Hơn nữa, Thạch Hạo đẩy nhanh tốc độ giam cầm luôn thần thức của nó, hắn muốn cưỡng ép quan sát nguyên thần để tìm hiểu tất cả. Ngươi, sẽ không được như ý. Hư không thú giống to đầy điên cuồng, dấu ấn nguyên thần là nơi gốc rễ cội nguồn. Nếu như bị người ta nhòm ngó thì sẽ không thể giấu giếm được bất cứ bí mật nào. Nguyên thần của nó bắt đầu thiêu đốt, gần như sắp nổ tung. Thạch Hạo cười gằn rồi ra sức trấn áp, phòng ngừa nó tự bảo. Thế nhưng vào đúng lúc này thì hắn cảm thấy lạnh lẽo cả người. Lập tức xoay chuyển đánh ra một chiêu kiếm chém lìa đầu nó rồi nhanh chóng lùi ra. Bởi vì bên trong nguyên thần kia có một luồng hơi thở mang tính chất hủy diệt, có một giải phù văn thần bí sáng lên hòng xóa bỏ đi nguyên thần này. Hư không thú kêu to. Không, đây là cấm chế của tộc này, phòng ngừa bảo thuật mạnh nhất của mình bị tiết lộ ra ngoài, cho nên đều bố trí giải phù văn này cho các đệ tử quan trọng. Một khi có người kiểm tra tìm kiếm nguyên thần thì sẽ tự hủy. Hư không thú không cam lòng nên điên cuồng kêu to, thiêu đốt tinh huyết để ngăn cản tất cả những thứ này. Lúc này nó thật sự rất sợ hãi. Cuối cùng, phù văn kia tắt lịm, cũng không có nổ tung. Ồ, mạng của ngươi cũng lớn đó chứ, hiện giờ có thể nói đôi chút rồi phải không? Nói những thứ mà ta muốn biết đó. Thạch Hạo nói, nếu nó đã sợ hãi như vậy thì chắc chắn rất sợ chết, cho nên sẽ có thể đạt được những bí mật kia. Đừng hỏng, dĩ nhiên, hư không thú vẫn rất quả quyết, lần thứ hai từ chối. Thế thì không còn gì để nói nữa rồi, từng đao tùng xẻo ngươi vậy. Thạch Hạo nói rồi lấy ra một cái đỉnh lớn. Bên trong chứa đầy nước như muốn hầm thịt nó vậy. Ta, ngoặc kép. Hư không thú có chút mất bình tĩnh chửi ầm lên, nó chưa bao giờ gặp phải kẻ địch như vậy. Nó là hư không thú, là sinh linh cao cấp nhất, truyền thừa với dòng máu mạnh mẽ. Đời nào lại rơi vào cảnh trở thành đồ ăn cho kẻ khác. Đây là lần đầu tiên từ khi khai thiên tích địa tới giờ. Nó tình nguyện đi chết ngay lập tức, biến thành cho bụi chứ cũng không muốn bị người cho chưng chín như bây giờ. Ngươi dám, nó giống giận, có gì mà không dám. Thạch Hạo ung dung thong thả, múa tiên kiếm đại la, vèo từ trên người nó chặt xuống một miếng thịt lớn cao tới 10 trượng. Một miếng thịt lớn sau khi được rửa sạch thì được đưa ngay vào trong đình. Hư không thú mắt tối sầm lại, suýt chút nữa chết vì tức quá nhục nhã, lúc này không chỉ thân thể không trọn vẹn mà tâm thần càng thêm đau đớn hơn, chưa bao giờ chịu đựng loại đau đớn này. Hư không thú chịu đựng không nổi nữa, trong đầu của nó vọt lên một chùm sáng đặc biệt rồi tiến vào trong thân thể kia. Vốn là đầu của nó đã bị chém rơi xuống và mất liên hệ với thân thể, nhưng lúc này bộ thân thể ấy lại phát sáng rồi bốc cháy hừng hực. Chấn động này rất khủng khiếp, chúng xé rách bầu trời, thiêu rụi hư không. Bởi vì nó là hư không thú nên gây ra cảnh tượng kỳ dị như vậy cũng rất bình thường. Thạch Hạo không suy nghĩ nhiều, cho rằng nó muốn tự nổ nên nhanh chóng rút lui. Nhưng mà theo thời gian trôi qua thì hắn lại cảm giác được sự khác thường. Thân thể khổng lồ kia đã bị đốt thành tro tàn, toàn bộ tinh khí thần đều hóa thành một luồng ánh sáng đi vào bên trong đầu lâu ấy, sau đó lôi kiếp được dẫn tới và hư không nổ vang. Niết bàn. Thạch Hạo khá là kinh ngạc, con thú dữ này yêu tà thiệt, đã đến một bước này mà còn muốn nghịch thiên nữa à. Đầu của nó đạt được tầm bổ và rút lấy bí lực hư không 10 phương quanh nơi đó. Chợt bên trong đỉnh xuất hiện một con hư không thú nhỏ vàng óng rực rỡ, lại muốn hiện ra lần nữa. Thiên địa bạo động, bí lực hư không lưu truyền càng khủng khiếp hơn trước kia. Sự dũng mãnh không thể nào tưởng tượng được, mặc dù cách nhau rất xa thế nhưng những người khác cũng cảm nhận được. Một hình ảnh của hư không thú khổng lồ hiện lên trên bầu trời. Cặp mắt nhìn xuống mặt đất, đây là một dị tượng với uy nghiêm đến không gì sánh được. Trời ạ, đó là hư không vương thú, nó đang niết bàn sao? Xa xa truyền đến tiếng kinh hô. Những tiếng hô ấy không phải của người thư viện thiên thần mà là bắt nguồn từ những người ở thế giới bên bờ kia. Những người này đến từ một thế giới khác nên hiểu rất rõ và từng nghe nói qua cảnh tượng mà hư không thú niết bàn. Lúc ấy sẽ có bóng mờ của cổ tổ hiện lên và trợ giúp con cháu ngưng tụ sức mạnh hư không. Ngoài ra còn có các loại dị tượng khác nữa. Hiện giờ nơi đó lan tỏa ngàn sợi dáng lành, vạn tia thần thải, thật sự là đang niết bàn. Hỏng rồi, hư không thú một khi niết bàn thì sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa. Người của thư viện thiên thần rốt cục cũng đã ý thức được điều gì, vẻ mặt đều nghiêm nghị hẳn. Phía cuối dãy núi, Thạch Hạo nhìn tình cảnh này cũng lấy làm bất ngờ, bóng mờ cổ tổ hư không thú trên bầu trời kia quá khổng lồ, chỉ là cái bóng mơ hồ mà cũng làm người ta không kịp thở. Người cũng mộng mơ ghê đó chứ. Thạch Hạo cười gằn, hắn liều mạng nhanh chóng vọt tới, trong tay nắm tiên kiếm đại la chém liền. Hắn lấy làm kinh hãi, lại bị sức mạnh hư không ngăn chặn lại. Đột nhiên, bóng người mơ hồ ngồi xếp bằng bên trên một đóa hoa đại đạo trên đầu hắn chợt mở mắt và nhìn chằm chằm về phía trước. Hư không thú đang niết bàn chợt run rẩy, tiếp theo nơi đó đổ nát. Bí lực hư không cùng với bóng mờ cổ tổ kia đã biến mất. Thứ này là... Nó nhìn chằm chằm bóng người ngồi xếp bằng trên đóa hoa đại đạo của Thạch Hạo rồi lộ thần sắc sợ hãi. Niết bàn thất bại, hư không chung quanh nó đang nổ nát, hiển nhiên nó không thể sống lại được và đang giải thể. Mà Thạch Hạo càng thêm quyết đoán hơn, một kiếm chém qua đó phòng ngừa nó tự bạo, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Phụt, một chiêu kiếm chém tới, đầu và nguyên thần của nó bị bổ đôi thành hai nửa. Sau đó nổ tung, hình thần hoàn toàn bị tiêu diệt. Thạch Hạo thu dọn hiện trường, buồn bã thu lại chiếc đỉnh rồi cực kỳ đau lòng, nói. Sớm biết thế thì lấy sạch thân thể là được rồi. Bây giờ trong đỉnh chỉ có một miếng thịt cao 10 trượng mà thôi, tuy rằng không ít nhưng nếu so với cả một con hư không thú thì vẫn kém quá xa. Đây là thịt thần của hư không thú mà. Ôi, có chút ít còn hơn không, coi như vẫn có thể nếm thử đôi chút. Hắn không có hầm luộc ngay mà cất đi toàn bộ, sau đó trở về chiến trường kia. Chiến trường lúc này, quần hùng đang giao đấu, tất cả đều đang chém giết hỗn loạn, vết máu loang lổ trên đất, thi thể ngổn ngang, đang toàn diện đối kháng. Người đi đâu vậy hả, có nhìn thấy hư không thú niết bàn không? Vương Hy đang đánh nhau cùng kẻ địch thế lực ngang nhau, sau khi nhìn thấy Thạch Hạo thì quay về hắn hỏi thăm. Đã thấy, tuy nhiên đã bị ta chặt rồi. Thạch Hạo bình thản đáp, hắn đứng ngay ngắn trong chiến trường thế nhưng lại toát lên vẻ đầy kỳ dị. Lời của hắn vừa thốt ra, toàn bộ chiến trường đều có chút yên tĩnh. Đây là người nào, chặt chết hư không thú làm người khác tưởng mình đang nằm mơ, tin tức quá kinh người mà. Hư không thú là sinh linh đỉnh cấp, đã tu ra 3 luồng tiên khí, ít có địch thủ, nếu xui một xí thì dù không địch lại cũng có thể bỏ chạy. Bởi vì bản lĩnh lớn nhất của chúng nó chính là tan vào hư vô. Nói như vậy, hư không thú khó mà bị giết chết. Vì lẽ đó rất nhiều người đều bị lời nói đột ngột của hắn làm cho kinh ngạc đến ngây người. Trong nhất thời, rất nhiều tu sĩ của Thư viện Thiên Thần đồng thời trông lại, bao gồm cả mấy người Lục Đà. Yêu Nguyệt công chúa, tiếng ha chợt vang lên, có người cười cợt chế giễu. Yên tĩnh trong chốc lát rất nhanh bị đánh vỡ. Mọi người liếc mắt quan sát, là sinh linh của thế giới khác đến từ bờ bên kia. Hơn nữa còn là một nhân vật phi phàm đang đánh với huyền côn khó phân thắng bại. Chỉ bằng ngươi mà cũng mơ tưởng muốn giết chết hư không thú, ha ha. Tiếp theo, mọi người của thế giới bên kia đều nở nụ cười cùng với vẻ bỡn cợt, còn có châm biếm, càng là xem thường sau khi nhìn thấu lời nói dối ấy. Người biết hư không vương tộc phi thường tới cỡ nào không? Vừa nãy nó lại đang niết bàn, lúc này đã ngưng kết cùng toàn bộ hư không để thành một thể, sức phòng ngự đạt đến mức mạnh nhất, trong cùng cấp không người nào có thể phá. Chỉ có người mạnh hơn từ 1-2 cảnh giới lớn thì may ra mới phá nổi. Người chẳng qua là một tu sĩ ở cảnh giới thánh tế, cũng dám nói khoác không biết ngượng à? Ồ, hình như đã tu ra tiên khí. Thế nhưng dù là vậy cũng còn lâu không đủ, thực sự là chuyện cười. Người thế giới bên kia không ngừng chế nhạo, mỗi một người đều mang theo nụ cười mỉa mai. Căn bản không tin tưởng lời của hắn. Bởi vì ở thế giới kia có ghi chép, sức phòng ngự mạnh nhất của hư không thú chính là lúc đang niết bàn, hòa thành một thể cùng đất trời, tuy hai mà một. Không đánh hạ được, vì vậy tất cả mọi người cũng không tin Thạch Hạo có thể giết hư không thú, chỉ xem như là một chuyện cười mà thôi. À, chắc không đại nhân đã giấu mình vào hư không rồi. Niết bàn nên cần phải tu dưỡng. Không lâu sau, lúc đại nhân xuất hiện thì sẽ càng mạnh mẽ hơn. Nếu xuất hiện lại thì đại nhân đã không còn là thiên thần nữa rồi, đã chính thức bước vào cảnh giới cao hơn. Có thể liếc nhìn thiên hạ, người bên Thư viện Thiên Thần nghe nói vậy thì đều sửng sốt, sau khi hư không thú niết bàn thì sức phòng ngự sẽ kinh người như thế ư? Thế chẳng phải là nó đang âm thầm ngủ đông, sau khi xuất hiện lần nữa thì sẽ càng mạnh mẽ hơn sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy nặng nề. Ồ, cơ duyên lớn nhất của hư không vương tộc chính là sau khi niết bàn sẽ giác ngộ. Giờ nào khác nào mà chẳng có người mong ngóng vị đại nhân này sẽ bất ngờ tìm hiểu thấu đáo ở nơi đây. Sinh linh ở thế giới bờ bên kia đều mang theo vẻ cười cợt châm biếm nhìn Thạch Hạo. Cảm thấy hắn khoác lác vô cùng, hiện giờ mất mặt quay lại nên đều lộ vẻ khinh bỉ. Thạch Hạo cũng là âm thầm kinh ngạc, hư không thú mà niết bàn thì sẽ khó giết tới như vậy sao? Thế nhưng hắn lại cảm thấy rất dễ dàng mà, vẫn không có bị bí lực hư không cắn trả và ngăn cản gì. Rất nhanh, hắn nghĩ đến bóng người ngồi xếp bằng trên đóa hoa đại đạo kia, chẳng lẽ lại có quan hệ gì tới nó sao? Thạch Hạo suy nghĩ, trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Bóng người kia như không sống ở thời này mà sống tại quá khứ vậy, chẳng lẽ nó lại có uy lực lớn đến vậy sao? À, nổ kinh quá, giờ thì cứng họng rồi chứ gì. Có sinh linh thế giới bên kia lập tức nói như vậy. Thạch Hạo nhìn bọn họ một chút, nói, ta nói rồi. Hư không thú đã bị ta chặt, không tin các ngươi có thể kêu gọi nói nó ra đây đánh một trận. Có người khinh bỉ, nói, ai chẳng biết đại nhân một khi rơi vào niết bàn thì nhất định phải ngủ say một quãng thời gian, toàn tâm toàn ý tiến hóa, hiện tại làm sao có khả năng sẽ xuất hiện chứ. Thạch Hạo cứng họng, đã giết một con hư không thú mà lại không có người nào tin tưởng, bất quá cũng tốt, hắn cũng không có dự định rêu rao gì cả, chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Có tin hay không cũng mặc. Nhưng có thể khẳng định được hiện tại không người nào tin tưởng, nhưng đợi sau đó không lâu, hư không thú hoàn toàn biến mất. Cũng không tiếp tục xuất hiện thì tất cả mọi người đều sẽ hiểu những gì hắn là thật hay giả. Đến lúc ấy tự nhiên sẽ là một cơn cuồng phong bão táp. Người thật thú vị, đến lúc này mà còn đùa giỡn lung tung như thế. Yêu Nguyệt công chúa nói, khóe miệng lộ vẻ chế nhạo. Rất nhiều người bên Thư viện Thiên Thần đều đang nhìn Thạch Hạo. Có người bàn tán đúng sai, có người chế nhạo, còn có người tức giận, đa số đều đang chiến đấu cùng địch thủ nên đều rất bất mãn với chuyện này. Sắc mặt Vương Hy ửng đỏ. Cảm thấy cái tên bên cạnh này chẳng chút đáng tin gì cả, liền chuyện như vậy cũng dám khoác lác vênh váo giành công lao, thực sự quá mất mặt. Người có thể an phận một tí, bớt tranh cãi một tí được không hả? Nàng nói với Thạch Hạo. Gì mà bớt tranh cãi một tí, các ngươi không hiểu à? Không phải chỉ là một con hư không thú thôi mà các ngươi xem như của quý, nhưng với ta thì cũng chỉ là một con chó đất mà thôi. Muốn ăn thì sẽ chia đôi. Lúc trở về ta mời các ngươi ăn thịt hư không thú. Thạch Hạo dửng dưng như không nói, thật giả giả, theo suy nghĩ những người kia tin hay không cũng không quan trọng. Người của thư viện thiên thần chẳng thèm để ý, thế cũng được, vừa khéo lại phòng ngừa được ý của phong tộc, bởi vì nếu để cho bọn họ biết được thì nhất định sẽ truy tìm sự thật. Sẽ dính lây đến chuyện của Phong Hành Thiên và tìm hắn tính sổ. Đối thủ của Vương Hy là một thiếu niên mặc áo bào trắng, lúc này hắn đang cười nhạo, cảm thấy tên này rất thú vị, ban ngày ban mặt lại dám nói hưu nói vượn. Cháu bé, bệnh của cháu không nhẹ đâu nhen, tự dưng lại tự kỳ cười khúc khích một mình thế. Thạch Hạo chừng hắn, thiếu niên mặc áo trắng nghe vậy thì vẻ mặt lập tức hơi cứng lại, tên khốn này nói gì vậy? Lại gọi hắn là cháu bé. Tên khốn này lại dám khinh thường hắn như vậy. Người muốn chết sao? Thiếu niên mặc áo trắng rất nhanh bỏ qua Vương Hy và muốn quyết chiến với Thạch Hạo. Không phục thì lại đây, một quyền đập chết ngay và luôn. Thạch Hạo ngoác ngoác tay, khiêu khích hắn, vẻ mặt thiếu niên mặc áo trắng đầy quái lạ, cảm thấy vô cùng hoang đường, tên khốn này có lai lịch ra sao, nói bóng nói gió, chẳng lẽ không sợ sẽ bị hắn giết chết sao? Nên biết hiện giờ hắn đang đánh ngang tay với một vị tiên tử đã nắm giữ 3 luồng tiên khí, có mấy người có thể làm đến một bước này. Thiếu niên mặc áo trắng đại chiến cùng Vương Hy đến hiện tại, lâu như vậy đều vẫn chưa phân thắng bại, ấy vậy một tên trẻ tuổi ất ơ nào đó đi ra rồi khoác lác như thế. Người đang tự tìm đường chết đấy. Thiếu niên mặc áo trắng lạnh giọng nói, hắn đã nhìn thấy 2 luồng tiên khí đang ẩn náu của Thạch Hạo, hắn cũng giống như Vương Hy vậy. Không thể nào thăm dò Thạch Hạo còn có luồng tiên khí thứ 3 hay không? Thạch Hạo liếc xéo hắn, khóe miệng mang theo cười nhạo, nói, ngươi ngay cả một người phụ nữ đều đánh không lại mà còn lớn lối như vậy hả, đừng có thể hiện trước mặt ta. Hi hi bé nhỏ, đánh thật mạnh vào mông cho ta, phải đánh cho hắn khóc lóc luôn đóa. Mọi người nghe vậy thì đều sững sờ. Sắc mặt Vương Hy lúng túng mang theo vẻ xấu hổ, tên khốn này chẳng đáng tin chút nào, trong hoàn cảnh như này mà còn ngả ngớn như vậy, thực sự là càng lúc càng kỳ cục. Hắn ngông cuồng như vậy, dùng cách xưng hô này để nói chuyện là đang làm nhục tên đối thủ trước mặt. Thân thể thiếu niên mặc áo trắng run rẩy một hồi, thật sự đã bị chọc tức điên, luồng sát ý mãnh liệt dâng trào. Tên khốn này lại dám trêu chọc hắn như thế, lại dám sỉ nhục một vị trí tôn trẻ tuổi đã tu ra 3 luồng tiên khí, chán sống rồi ư? Chấm than, rất nhiều người bên thư viện thiên thần đều lộ ra sắc mặt kỳ quái, muốn cười nhưng lại không cười nổi, mà sinh linh thế giới khác thì giận dữ. Sự thần dũng của thiếu niên mặc áo trắng rõ như ban ngày, nhưng lại có người dám khiêu khích như vậy. Mọi người đều không nhìn ra nội tình của Thạch Hạo, còn lầm tưởng hắn chỉ nắm giữ 1-2 luồng tiên khí, trong lúc này đều cảm thấy kinh ngạc, là đang tìm cái chết sao? Không tìm đường chết thì sẽ không phải chết. Có người than thở, nhìn Thạch Hạo lắc lắc đầu. Dù là người phía thư viện thiên thần sau khi nghe vậy cũng đều đồng ý cả, tên khốn này quá bừa bãi. Không biết giữ mồm giữ miệng chút nào, nhất định phải bị trả giá đau đớn và thê thảm. Người đang muốn chết hả? Thạch Hạo nhìn phía người kia, đồng dạng cũng ngoác ngoác tay. Người kia lập tức nổi giận đùng đùng, tính khí hắn rất nóng nên bỏ qua đối thủ của mình và vọt về phía hắn, đây là một tồn tại đã nắm giữ 2 luồng tiên khí, 3 đầu 6 tay. Mình người đuôi cá sấu, trong 3 cái đầu, một cái là đầu người, một cái là đầu sư tử, còn có một cái là đầu đại bàng, vô cùng thần dị, hết sức mạnh mẽ. Đây là một chủng tộc mạnh mẽ của thế giới bên kia, nghe đồn tộc này có một vị cổ tổ vẫn còn sống tới hiện tại, pháp lực ngất trời, có thân phận cực cao ở thế giới kia, con cháu. Dòng dõi của hắn đều là vương tộc. Ngu xuẩn, lại đây nhận lấy cái chết. Sinh linh này giết nhào tới. Hắn phóng thẳng lên không trung, một chân quét ngang với mục đích muốn dùng một cước đá chết Thạch Hạo. Đồng thời 6 cánh tay của hắn đều đang kết ấn, phù văn nằm dày đặc sán lạn như cầu vồng, muốn giết chết Thạch Hạo. Nhưng mà Thạch Hạo quá nhanh, một chuỗi bóng mờ hiện ra ngay chỗ đang đứng, nhưng chớp mắt đã hiện ra giữa không trung, dường như là hư không thú, có thể thao túng thiên địa, có mặt khắp mọi nơi. Thạch Hạo nhanh như tia chớp thò ra cánh tay phải, một phát liền tóm chặt lấy mắt cá chân đang đá ngang về phía hắn. Bàn tay của hắn tựa như móc câu bằng thép khiến sinh linh này cảm giác cơn đau như đứt từng khúc ruột. Nếu nói về cường độ thân thể thì có mấy người sánh được với Thạch Hạo. Hai người chênh lệch cả một cấp độ. Sáu cánh tay của sinh linh này cùng chuyển động tựa như một vị cổ tăng nghìn tay nhanh chóng kết thành pháp ấn, muốn đánh giết Thạch Hạo. Nhưng vào lúc này, Thạch Hạo cũng điên cuồng, cũng hung hăng và cũng thể hiện ra sức mạnh kinh người, toàn thân sáng lòa ánh vàng, nắm lấy mắt cá chân của sinh linh này rồi xoay tròn thật mạnh. Lại như là đang mang theo một người rơm điên cuồng đập về phía mặt đất. Hiện giờ, đừng nói là sinh linh này mà ngay cả những người đang xem xung quanh cũng cảm thấy đau lòng thay. Đập ầm ầm đầy mạnh bạo như vậy thì cũng khó mà chịu đựng nổi. Thạch Hạo giữ chặt lấy hắn rồi nện mạnh lên trên nền đất lạnh lẽo cứng rắn này, trong nháy mắt bụi mù ngập trời, mặt đất nứt toác. Lòng đất rung động dữ dội tựa như động đất. Có thể làm được tất cả những thứ này cũng chủ yếu là dựa vào trình độ và sức mạnh của Thạch Hạo, hắn đã diễn dịch môn học bạo lực này đến cực hạn. Dùng trình độ hơn cả cực cảnh nắm lấy đối thủ, sau đó lại dùng thần lực không gì sánh được vung lên và sau cùng mới có kết quả như vậy. Mà trong quá trình này, hắn tự nhiên cũng khống chế bảo thuật và đánh vỡ các loại xương cốt của đối thủ. Vì lẽ đó, lúc bấy giờ sinh linh này đã sụi lơ trên mặt đất, sáu cánh tay vẫn còn đang kết ấn thế nhưng đã bị đập bẹp trên đất. Khuôn mặt tiếp xúc đầy thân mật với các loại đất đá bên dưới. Chỉ trong phút chốc thân thể hắn liền biến hình. Hắn không thể không phát ra tiếng kêu thảm thiết bởi vì cơn đau nhức khó mà nhịn được. Lúc này, hắn vô cùng thê thảm. Đây là tiểu thế giới do thập giới đồ và túi càn khôn cùng mở ra. Mặt đất cứng rắn vô cùng mà hắn lại thê thảm không thôi, cả người máu thịt be bét. Vèo, Thạch Hạo phát ra một luồng kiếm khí chặt lìa đầu của hắn. Vô cùng quyết đoán, còn có ai không phục nữa không? Ai muốn tìm đường chết thì cứ việc lại đây. Không tìm đường chết thì sẽ không phải chết. Hắn nói một cách lười nhác, vừa phát sinh loại sự kiện vô cùng bạo lực kia. Sau đó là lời của hắn lại nhẹ bâng như vậy khiến người ta cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhất thời đều thất thần cả. Rác rưởi hơn hư không thú nhiều, không nghe lời thì đều có một kết cục lập tức giết. Thạch Hạo nói, nhìn về phía mọi người, nói còn có ai muốn bị chặt không? Giữa chiến trường, cả đám người đều nhìn chằm chằm hắn, kẻ này thật là kỳ quái, lẽ nào là một cao thủ đẳng cấp? Dù thế nào đi nữa thì mọi người cũng không tin hắn có thể giết chết hư không thú, điều này không phù hợp với lẽ thường, càng chẳng chút thực tế chút nào. Hư không thú dung hợp cùng thiên địa, mặc dù có thua thảm đi chăng nữa cũng có thể bỏ chạy, không thể nào bị đánh giết được. Thể tu, nhưng vào lúc này lại có người mở miệng nói ra chỗ dựa của Thạch Hạo. Tất cả mọi người đều sững sờ. Có người mở ra thiên nhãn quan sát thật kỹ hắn, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy hai luồng tiên khí chứ không tài nào phát hiện được luồng thứ ba ẩn giấu kia. Đồng thời những người này cũng chú ý tới cơ thể Thạch Hạo có một tầng ánh sáng rất là lộng lẫy, đó là huyết nhục đã đạt đến mức trí cường, là sự thể hiện từ phàm tiến vào thánh. Là thể tu có thành tựu cao nhất dưới cảnh giới thiên thần. Có người hít vào hơi lạnh, đã nhìn ra được trạng thái lúc này của hắn. Tầng tấc máu thịt của Thạch Hạo đầy óng ánh giống như là ngọc thạch, không hề có một chút tì vết nào. Nói theo một ý nghĩa nào đó thì da thịt của hắn còn xinh đẹp hoàn mỹ hơn hẳn những vị tiên tử trên chiến trường nơi này. Máu thịt tu đến tầng thứ này như hắn thì khả năng đã đạt đến cực hạn. Thậm chí là vượt qua cực hạn, cái gọi là kim cương bất hoại của cổ tăng, Trượng Lục Kim Thân cũng không thể mạnh hơn được. Đây là một loại pháp môn cổ xưa thể thuật. Có người tu pháp môn và cũng có người luyện thể, thế nhưng nhóm người sau thì lại cực kỳ vất vả, rất khó đi đến phần cuối nên càng khó thành đại đạo vô thượng hơn. Bảo thuật có rất nhiều loại, đều là thể hiện của việc tu luyện pháp môn, có thể nói là rất phồn vinh hưng thịnh, nhiều đại nhân vật xưa nay đều có thể dựa vào cái này để thành đạo, hướng về vị trí cao nhất của nhân sinh. Nhưng là, người luyện thể lại ít ai có thành tựu lớn, con đường này quá chông gai, có thể xem là vô cùng kén chọn, có mấy người có thể đi tới điểm cuối. Tu luyện thể thuật thì thân thể cần phải đạt đến mức mạnh nhất, sự gian khổ để đánh đổi thì không thể tưởng tượng nổi, từng bước tiến về phía trước. Mỗi bước tiến này đều cần phải trả giá rất là nhiều. Chẳng hạn như cần phải lấy thần dược để rèn luyện gân cốt, dùng trường sinh dược để rèn luyện huyết thống. Lấy huyết dịch của chân linh bất hủ để tẩy tủy phạt mạch. Những thứ này thì người thường làm sao sẽ đạt được. Chỉ riêng việc tu luyện thể thuật cũng đã rất khó khăn rồi, giờ lại cần những thứ như vậy thì chẳng khác nào phá bỏ luôn cả con đường này. Huống hồ, Dù cho cố gắng tập hợp các loại bảo tài vô thượng cùng với thiên tư cao tuyệt thì tỷ lệ thất bại hơn xa tỷ lệ thành công, 9 phần 10 kỳ tài về sau đều muốn rút lui cả. Vì vậy, dù có trường sinh gia tộc tập hợp đầy đủ vật liệu thì cũng có rất ít đệ tử đồng ý bước lên con đường này. Quả đúng là thể tu, hắn đã luyện thành rồi. Có người than thở, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Thạch Hạo không rời mắt. Lúc này, trong khi hắn đang đề phòng cả thân thể đều trở nên căng cứng. Sự thể hiện đầy dũng mãnh của thể xác vô cùng nhuần nhuyễn. Ở xung quanh, tinh khí đất trời tự mình chuyển động tầm bổ cho thân thể hắn, đây là thân thể thành tiên. Là con đường tất yếu để bước về bất hủ, chẳng lẽ đó là dấu hiệu ư? Mọi người chỉ có thể thán phục, thể tu này một khi có thành tựu thì sẽ đáng sợ đến quá đáng. Đôi mắt của Yêu Nguyệt công chúa lóe ra ánh sáng kỳ lạ nhìn chằm chằm Thạch Hạo, không ngừng đánh giá từ trên xuống dưới, cuối cùng cười nói đầy quyến rũ. Chẳng trách Vương Hy muội muội lại coi là chân bảo, thể tu nha, vóc người rất là săn chắc, nhìn thì như một thiếu niên đầy nho nhã nhưng kỳ thực lại rất cường tráng. Là một người đàn ông chuẩn đó, rõ ràng là đang đùa giỡn, cố ý chế nhạo đối thủ cạnh tranh của mình. Vương Hy nghe vậy lập tức chừng nàng một cái, nói, ngươi muốn cục chân bảo này không, ta cho mượn đó. Nói tới chỗ này thì chợt cảm thấy sai sai, sắc mặt ửng đỏ, nói, cho ngươi luôn. Ta cũng chẳng thèm, hì hì, lịch thiệp nho nhã là thế nhưng kỳ thực là thể tu vô cùng cường tráng, rất là hiếm thấy nha. Ngươi không muốn à? Yêu Nguyệt công chúa trêu chọc. Mọi người nghe được cuộc đối thoại của hai người bọn họ thì chẳng biết nói gì nữa. Hai vị tiên tử có quan hệ đối đầu này lại có thể nói ra được những lời này. Thể thuật của người này đã tu luyện đến cực điểm, chẳng trách lại có thể mạnh mẽ như vậy. Vừa nãy dùng sở trường của mình áp sát tới gần và đánh chết sinh linh ba đầu sáu tay kia, ghê gớm thật. Đánh nhau với người như thế thì không thể để hắn tới gần được, nếu không vừa đối mặt sẽ bị kéo lìa thân thể cho coi. Mấy người đang bàn tán đa số đều là sinh linh dị vực. Thạch Hạo khẽ nhếch môi, muốn nói gì đó nhưng lại ngậm miệng. Mặc cho bọn họ hiểu sao thì hiểu. Bản thân mình sao tự dưng lại thành thể tu thế này. Bất quá, ngẫm lại thì điều này cũng không tính là sai, bởi vì cơ thể hắn quả thực phù hợp với những đặc điểm riêng của thể tu, hắn đã tu luyện thân thể đến cực cảnh, khác xa bình thường. Với thành tựu thể thuật như hiện giờ thì hắn chính là một trong những người mạnh nhất ở phương diện này, là nhóm người luyện thể đầu tiên đi tới cảnh giới thiên thần. Thể tu thì sao chứ? Các người không phục thì cứ việc lại đây, chặt hết tất cả. Thạch Hạo bĩu môi, rốt cục lại mở miệng với bộ dáng đầy đắc ý. Tất cả mọi người đều quan sát thật kỹ hắn nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, có gì đó không được tự nhiên trôi chảy. Ai cũng đều nói, giai nhân đôi tám là xinh đẹp duyên dáng nhất. Cái tên khốn này đã là thanh niên 23 đầy bồng bột sôi nổi mà ta. Có người chửi bới, nói nhỏ như vậy. Rất nhiều người nghe vậy đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tên khốn này có chút ngây ngô cùng với bồng bột quá mức, có vẻ như nghé con mới sinh không sợ cọp. Hắn đang khiêu chiến ai? Những người đến đây đều là tu sĩ của dị vực, là một nhóm sinh linh đầy mạnh mẽ, bên trong không thiếu những mãnh nhân nắm giữ ba luồng tiên khí. Cháu bé áo bào trắng kia, cháu chừng cái gì, coi chừng ta đá nát mông cho bay trừ. Thạch Hạo lần thứ hai nã pháo nhắm ngay người trẻ tuổi đang chiến đấu cùng Vương Hy kia. Bởi vì vừa nãy hai người này lên tiếng đầu tiên, thiếu niên áo bào trắng là một thiên tài tuyệt thế, hiện tại hắn rất buồn bực tại sao lại bị thể loại này chú ý chứ. Không phải chỉ xem thường cùng với cười nhạo hắn vài tiếng thôi sao? Hắn cảm thấy đấu khẩu với người như vậy thì quá hạ thấp giá trị của bản thân, đặc biệt dưới góc nhìn của hắn, đây là một thanh niên 23 tuổi đầu, chẳng lẽ đối phương đang giả bộ. Cái tên thúi dày kia, mau tới đây cho ta. Thạch Hạo tiếp tục chỉ. Thiếu niên áo bào trắng tuy rằng khinh thường và coi rẻ Thạch Hạo, nhưng trước kia vẫn còn có thể kìm chế được bản thân. Nhưng lúc này sau khi bị chỉ thẳng mặt thì không cách nào kìm nén được nữa. Ngu xuẩn, đã sớm muốn giết ngươi rồi. Chính mình tìm chết thì ông trời cũng cứu không được. Thiếu niên áo bào trắng lên tiếng rồi lách qua Vương Hy, thoát khỏi chiến trường của đôi bên rồi lao về phía Thạch Hạo. Muốn tới để bị ta đánh vào mông hả? Một cước đá chết. Thạch Hạo nói năng đầy tàn nhẫn. Một đám người sững sờ. Hắn lỗ mãng thật hay là thực lực rất mạnh mẽ đây? Mấy người nhíu mày âm thầm ước lượng sức chiến đấu của cường giả thể thuật mạnh nhất, sau đó thì rút ra kết luận. Thực lực của hắn có lẽ sẽ rất kinh người nhưng hẳn là không bằng người đã tu ra ba luồng tiên khí. Ta muốn giết ngươi, Thiếu niên áo bào trắng lạnh giọng nói, sau khi đi tới khoảng cách nhất định thì không tiến thêm nữa mà bắt đầu kết ấn, chuẩn bị ra tay. Sợ rồi sao, dùng 3 luồng tiên khí để ức hiếp 2 luồng tiên khí, chẳng chút anh hùng gì, có dám giống như hắn, dùng 2 luồng tiên khí để quyết đấu. Vương Hy mở miệng, nàng nhằm vào thiếu niên áo bào trắng, mục đích là trợ giúp Thạch Hạo. Đúng thế, những sinh linh dị vực các ngươi không phải có tiếng là mạnh nhất sao, vậy hãy để cho chúng ta nhìn thử. Dưới điều kiện cân bằng thì sẽ lợi hại bao nhiêu? Thư viện thiên thần có người hùa theo. Mấy người thế giới bên kia nhíu mày, lạnh lùng nói, tự trói tay chân mới là bất công lớn nhất, dựa vào đâu lại phải sử dụng 2 luồng tiên khí chứ? Thiếu niên áo bào trắng khoát tay áo một cái. Nói, dù ta có dùng 2 luồng tiên khí thì vẫn có thể áp chế hắn như thường, cái gọi là thể thuật bất quá cũng chỉ là một phương thức tu luyện mà thôi. Thật sự có thể mạnh hơn người tu luyện pháp môn ư? Hắn lắc đầu, cười lạnh nói, hôm nay ta sẽ trấn áp cái gọi là luyện thể giả. Để cho các ngươi chiêm ngưỡng phong thái của chúng ta là như thế nào. Rất rõ ràng, thiếu niên này là một nhân vật không tầm thường, dù ở trong dị vực cũng có lai lịch rất lớn. Tuổi tác của hắn thật sự không cao, xấp xỉ Thạch Hạo hoặc lớn hơn vài tháng mà thôi. Nhưng hiện tại hắn đã tu ra 3 luồng tiên khí cho nên rất tự phụ, khinh thường quần hùng, ví như lúc này. Hắn muốn dùng 2 luồng tiên khí nghênh chiến luyện thể giả. Chị em nhà họ Mạc có tiếng là tuyệt đại song kiêu, kinh tài tuyệt diễm, trong vực của bọn họ thì không ai địch nổi, được coi là những người có thiên tư cao nhất từ trước tới nay. Không phải chỉ là nói suông. Dị vực có người đang bàn luận, họ đánh giá cực cao về thiếu niên áo bào trắng này. Hắn tên là Mạc Đạo, tuấn tú như ngọc, có tiếng tăm lừng lẫy ở nơi phía sau biên hoang. Ngay cả những sinh linh thuộc cổ giới nối thông với Bất Hủ Sơn cũng từng nghe tới danh tiếng của hắn. Mà hắn còn có một người chị tên là Mạc Tiên, cũng tuyệt diễm như thế. Cũng đã tu ra 3 luồng tiên khí, ở vùng đất ấy tổng cộng có mấy người như vậy. Bộ tộc của hắn liền chiếm 2 người. Đừng nói là ở vùng đất sau biên hoang mà là ở trong cổ giới nối thông với Bất Hủ Sơn kia cũng sẽ gây ra xôn xao không nhỏ. Tuy nhiên, lần này tỷ tỷ của hắn không đến. Xưa nay, rất ít luyện thể giả có thể đi đến một bước này, ta cũng không muốn giết chết ngươi. Giữ lại mạng cho một tên da dày thịt béo như ngươi để làm đầy tớ, như thế cũng không tính là bôi nhọ thân phận của ta. Thiếu niên áo bào trắng rất ngông cuồng. Bên ngoài cơ thể có 2 luồng tiên khí vờn quanh, hắn đứng trên một tảng đá, mắt nhìn xuống Thạch Hạo. Thạch Hạo nghe vậy thì cười ha ha, nói, ta cũng cảm thấy. Có một gã sai vặt mi thanh mục tú như ngươi đi theo bên người, cũng được đó chứ, dù sao cũng đã tu liễu ra 3 luồng tiên khí mà. Nếu không chúng ta đánh cược một trận, kẻ thất bại sẽ phải cam tâm tình nguyện làm người hầu cho người thắng. Mọi người nghe vậy thì ngây người, không biết nói cái gì cho phải. Hai kẻ ngông cuồng cứ thế chạm trán với nhau. Kẻ sai vặt, thiếu niên áo bào trắng Mạc Đạo nghe vậy suýt chút nữa tức điên, cái tên vô liêm sỉ này cái gì cũng dám nói, hắn là ai chứ, được tôn sùng cả một vực ấy vậy nay lại bị người chế nhạo. Phải biết, thiếu niên trông còn nhỏ tuổi hơn hắn, và lại chỉ tu ra 2 luồng tiên khí, dù cho là luyện thể giả thì không cách nào sánh được với hắn mới đúng. Đương nhiên, cũng do Thạch Hạo không vừa mắt với kẻ này, lại dám nói sẽ thu hắn làm người hầu, vì vậy cũng xưng hô kẻ sai vặt với hắn. Vào lúc này, rất nhiều người trong chiến trường đều ngừng lại. Trên đất đầm đìa máu tươi cùng với một vài thi thể, có thể thấy được sự khốc liệt như thế nào. Bất quá, bởi vì hai người tiến hành cuộc đánh cực đầy kỳ lạ nên chắc chắn sẽ có một trận rất chiến đặc biệt, cho nên tất cả đều tạm thời dừng tay. Nói nghe nè, kẻ sai vặt, nói miệng như vậy thì chẳng phải là bằng chứng gì cả. Chẳng may ta thắng ngươi, và lỡ ngươi thẹn quá thành giận dù chết cũng không nhận thua thì làm sao bây giờ, hoặc lỡ như ngươi kích động đập đầu tự tử thì ta phải tìm ai thay thế đây? Chẳng phải là lấy rổ trúc đi múc nước à? Thạch Hạo đứng đó lằng nhằng. Ánh mắt của thiếu niên áo bào trắng Mạc Đạo trở nên lạnh lẽo u ám, đúng là tức điên mà, đã ép hắn như vậy thì sao có thể khoan nhượng chứ, ngươi nói linh tinh gì vậy? Mạc Đạo làm sao có khả năng thua được chứ, hắn là một trong những thiên tài cao cấp nhất ở thế giới chúng ta. Người chẳng qua là một tên da dày thịt béo mà thôi. Một cô nương nhỏ tuổi tức giận la lên, trừng cặp mắt tròn to về Thạch Hạo. Rất rõ ràng, Mạc Đạo là một người nổi tiếng được rất nhiều tu sĩ tín phục, đặc biệt một vài nữ tu sĩ trẻ tuổi rất có thiện cảm với hắn, không đành lòng nghe Thạch Hạo nói linh tinh như kia. Mạc Đạo trấn áp hắn, tranh thủ giải quyết hắn trong 10 chiêu, đừng để hắn nghỉ ngơi rảnh rỗi làm gì. Có người lớn tiếng, Những người này đều là sinh linh của thế giới kia, rất hiếm khi thấy có cùng chung mối thù như hiện tại. Thạch Hạo nhìn bọn họ, những sinh linh đều chung nguồn gốc với thế giới này. Hắn chỉ có thể lắc đầu, lười đáp lại mà thôi. Mặt Mạc Đạo âm trầm, nhìn về phía Thạch Hạo nói, người yên tâm, nói thế nào thì Mạc Đạo ta cũng là nhân vật danh chấn một vực. Người không biết xấu hổ nhưng ta lại rất coi trọng mặt mũi của bản thân, chỉ cần thua, chắc chắn là chấp nhận. Này, BD, có thể khi nói năng đừng văng tục chửi thề không hả? Thạch Hạo nói, ai là BD? Chấm than, Mạc Đạo trừng mắt, sát khí tăng vọt, da mịn thịt căng, thân mặc áo trắng. Không phải muốn đóng vai BD thì là cái gì? Thạch Hạo cười nói. Đánh, thiếu niên áo bào trắng tương đối đẹp trai nhưng vào lúc này lại pha chút dữ tợn, chỉ có một chữ liền ra tay. Cả người mạnh mẽ như thiên kiếm, mày kiếm của hắn dựng thẳng, ánh mắt sâu thẳm, khí thế hoàn toàn khác trước, dường như chiến thần thức tỉnh, khí tức trở nên kinh khủng. Này, đã nói rồi, chỉ được sử dụng 2 luồng tiên khí. Vương Hy nhắc nhở. Thiếu niên áo bào trắng sắc mặt lạnh lùng, trước kia hắn từng trêu chọc qua Vương Hy, mục đích là muốn nhằm vào thân phận tiên tử, thân phận trường sinh thế gia của nàng. Nhưng tình huống hiện tại ngược lại làm cho hắn rất tức giận. Mấy người Lục Đà, Huyền Côn theo dõi hắn ra tay, muốn dò xét xem sinh linh thế giới kia có điểm khác biệt gì. Cho dù lúc nãy bọn họ đều đã đối chiến với từng đối thủ nhưng hiểu rõ càng nhiều thì càng có lợi hơn. Khà khà, đúng là đạo hữu của mình. Thiên vị ghê chưa nè. Yêu Nguyệt chế nhạo Vương Hy, người có phải là người của thư viện thiên thần ta không thế hả? Người mình chẳng lẽ không đứng về phía người mình? Vương Hy phản kích. Rất hiếm khi Yêu Nguyệt công chúa á khẩu không trả lời được, há miệng nhưng không biết phản kích ra sao. Vào lúc này, ánh sáng huyền ảo sôi trào, thiếu niên mặc áo trắng Mạc Đạo đã thể hiện ra uy thế kinh người. Tuy rằng chỉ vận dụng 2 luồng tiên khí nhưng phong độ này vẫn chấn động tâm hồn. Hắn trông thì nhã nhặn nhưng khi phát uy lại dường như chiến thần nhập vào người. Tại giữa bàn tay bay ra một luồng ánh sáng, khi nhìn kỹ thì đều là chu tước, hàng trăm hàng ngàn con, đỏ rực một vùng, dường như ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt vậy. Lúc này, mặt đất như muốn tan chảy theo, ngay cả hư không cũng đều bị đốt đến sụp đổ, nhiệt độ quá cao. Nên biết nơi này là tiểu thế giới được thập giới đồ và túi càn khôn mở ra nên độ vững chắc hơn xa ngoại giới. Nhưng vẫn chịu phải xung kích như thế thì có thể thấy được lực công kích đáng sợ cỡ nào. Nhất khí phá vạn pháp, dáng vẻ Thạch Hạo trở nên nghiêm túc nhưng trông như một kẻ vô lại. Quát lên như vậy, ai cũng cho rằng hắn sẽ lấy ra binh khí, nhưng không ngờ hắn chỉ là quát lớn như vậy, sau cùng vệt từng vệt sáng trong nháy mắt bắn ra đánh giết những con chu tước kia. Binh khí của ngươi đấy hả? Gì mà nhất khí phá vạn pháp, chẳng có món binh khí nào. Sinh linh dị vực nhao nhao, không ngừng chế nhạo. Bọn ngươi biết cái gì? Trong tay không có binh khí nhưng trong lòng lại có binh khí của ta đã ra, chém tâm niệm của người trong vô hình, các ngươi không thấy hắn đang nhíu mày sao? Chúng chiêu rồi đó. Thạch Hạo hả hê, chúng chiêu cái lông. Mạc Đạo rất muốn nói như vậy, hiện tại hắn rất buồn bực, kẻ này không phải đi theo con đường thân thể thành tiên hay sao, vì sao khi ra tay lại hoàn toàn khác như vậy? Thể tu, chiêu thức sẽ là liên miên và mạnh mẽ, tấn công nhanh như chớp giật, một khi phát sinh xung đột sẽ tựa như cầu vồng đập tới, ép sát đối thủ. Đại khai sát giới, nhưng tên khốn này dù nhìn thế nào thì cũng y chang như một tên đầy lỗ mãng, không hề giống với thể tu giả vô song. Tuy nhiên, tên này chính xác đã tu luyện thân thể tới mức độ cực cảnh, hàng thật giá thật, đây là những gì Mạc Đạo suy nghĩ. Chu tước đầy trời nhưng đều đã bị đánh tan, là Thạch Hạo lấy thần lực đơn giản nhất chém giết chúng, bầu trời khôi phục lại vẻ yên lặng. Có điều đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, ly hỏa cuồn cuộn, Mạc Đạo được thần quang bao phủ, được pháp tắc vờn quanh tựa như chân tiên, trong vẻ oai hùng còn mang theo ngọn lửa bốc cháy. Trong lúc giơ tay liền có một luồng ánh sáng 5 màu liền lao vút tới. Lấy ly hỏa làm gốc, sau đó diễn hóa ra thần lực ngũ hành. Rồi tổ hợp lại với nhau diễn biến thành bảo thuật vô cùng khủng khiếp. Mọi người biến sắc, tuy rằng hắn chỉ vận dụng có 2 luồng tiên khí nhưng với uy lực như này tuyệt đối có thể giết chết những tu sĩ nắm giữ 2 luồng tiên khí tương tự khác. Bảo thuật này mạnh mẽ tuyệt đối. Đây là sự vận dụng của sức mạnh ngũ hành và lại còn tới mức xuất thần nhập hóa. Lúc Thạch Hạo tránh né thì 5 loại bí lực kim, mộc, thủy, hỏa, thổ lưu chuyển và diễn biến trong hư không. Không ngừng sinh sôi rồi tàn lụi, lại mở ra một thế giới nhỏ hồng bao vây hắn vào trong. Hít, Mọi người hít vào hơi lạnh, như thế nào mới gọi là đại thần thông, chỉ cần cố gắng tiến thêm một bước như vậy. Phát huy áo nghĩa đến cực điểm cũng như diễn dịch ra cảm ngộ đặc biệt của bản thân mới được gọi là đại thần thông. Nguyên tố ngũ hành nhanh chóng sắp xếp, Mạc Đạo xuất thủ, diễn biến nên tiểu thế giới, hình thành lao tù, phong ấn Thạch Hạo vào trong và muốn luyện hóa ngay ở đây. Tốt, biết ngay mà. Mạc Đạo sư huynh có pháp lực vô biên, trấn áp cái tên đáng ghét này chỉ trong tầm tay, còn chưa tới 10 chiêu nữa đấy. Có thiếu nữ hô to với vẻ hài lòng. Thạch Hạo kết ấn nơi tay, đây là pháp ấn kỳ lạ dung hợp pháp thuật côn bằng và bảo thuật lôi đế, tăng cường thêm thần thông thân thể, lập tức bản thân xuyên thủng sức mạnh ngũ hành. Từ bên trong bước ra ngoài, đây là pháp ấn quái lạ gì thế? Tất cả mọi người đều nhíu mày, không cách nào nhận ra được. Cùng lúc đó, Thạch Hạo lướt ngang trời giết về hướng Mạc Đạo, triển khai đòn tấn công sắc bén nhất. Tụ lý càn khôn, Mạc Đạo khẽ quát. Ống tay áo màu trắng dương ra, gió mạnh gào thét, càn khôn thay đổi kịch liệt, tay áo lớn phấp phới muốn thu Thạch Hạo vào trong. Thạch Hạo cũng không có né tránh mà cứ đón nhận trực tiếp, như chủ động tiến vào cuộc chơi. Cẩn thận, không nên để cho hắn tới gần, hắn là tu thể giả. Có người kinh ngạc thốt lên, lớn tiếng nhắc nhở. Mạc Đạo đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này, tuy rằng tay áo lớn dương ra và thu Thạch Hạo vào trong, nhưng đây chỉ là một vùng không gian được biến hóa ra. Cũng không phải là chân thân Mạc Đạo tới gần. Vù một tiếng, Thạch Hạo đã vào bên trong, thế nhưng nơi đó lập tức phồng lên, trong tiếng ầm ầm là sự nổ lớn của ống tay áo lớn đó. Thạch Hạo giết ra, bên ngoài cơ thể mang theo tiên khí xoay tròn, tay nắm pháp ấn đánh về phía trước. Xoẹt, dường như ánh sáng di động, Mạc Đạo cực kỳ nhanh chóng tránh né sang bên, sắc mặt lộ vẻ kinh sợ. Thạch Hạo lại tiếp một đòn, dứt khoát nhanh gọn, đánh cho vùng hư không ấy nổ tung. Mọi người biến sắc, tất cả đều hít vào một hơi lạnh, đây là thể tu sao? Giơ tay một đòn liền đánh sụp hư không, cũng không hề thấy hắn triển khai bảo thuật đặc biệt gì cả. Người như thế quá nguy hiểm, một khi bị hắn tới gần hoặc bị tóm lấy, chắc chắn sẽ bị xé nát. Cháu bé áo bào trắng, cháu không sao chứ, đây là thủ đoạn của thế giới các cháu kia sao? Cũng chẳng khác gì bảo thuật chúng chú nơi này. Thạch Hạo nói. Tu sĩ dị vực nghe vậy đều lộ vẻ lạnh lùng, tựa như chạm vào cấm kỵ nào đó. Mạc Đạo lạnh giọng nói, đương nhiên không giống nhau, những đạo thuật ta đang triển khai đều cướp được từ thế giới này của các ngươi cả. Là những chiến lợi phẩm trước kia mà thôi. Lần này thì đến phiên người thư viện Thiên Thần biến sắc, tất nhiên đây là sự sỉ nhục thế hệ trước thua thảm nên có rất nhiều bí tịch bị đoạt đi. Rơi vào tay sinh linh thế giới một bờ khác, người chuẩn bị kỹ để làm kẻ sai vặt chưa? Thạch Hạo quát hỏi, sau khi nghe được những lời nói vừa nãy thì hắn không còn ý niệm nào khác. Chỉ muốn mau chóng kết thúc chiến đấu và thu làm kẻ sai vặt bên người. Bất kể là chiến đấu với hư không thú hay là đánh nhau cùng Mạc Đạo. Mục đích của Thạch Hạo là quan sát khái quát hỏng hiểu rõ hơn về thế giới kia. Có thể hiện tại hắn đã không còn tâm tình như kia nữa, hắn muốn dùng thủ đoạn kịch liệt nhất để phân ra cao thấp cho ra kết quả. Thạch Hạo tựa như một khối thiên thạch đâm thật mạnh tới, tiên khí tràn ngập, ánh sáng thần thánh chiếu rọi khắp nơi. Tay hắn bắt pháp ấn xông thẳng vào thiếu niên áo bào trắng Mạc Đạo. Không nghi ngờ chút nào, thời khắc này khí thế của hắn đã tăng vụt tới cực điểm. Ít nhất làm cho người ta cảm giác đã đạt đến sức chiến đấu đỉnh cao nhất mà hai luồng tiên khí có khả năng thể hiện ra. Tựa như con trai của chân tiên thời xưa thức tỉnh, thần quang óng ánh dâng lên, gợn sóng kịch liệt khủng khiếp đè ép tất cả mọi thứ. Thạch Hạo với tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã áp sát tới, pháp ấn hạ xuống. Vẻ mặt Mạc Đạo trở nên nghiêm túc, trong lúc giơ tay thì liền kết ra 9 ấn, tiếng ầm ầm rung động, nơi này tựa như thiên lôi đang nổ vang, hai tay của hắn biến hóa với tốc độ cực nhanh. Hắn đang sử dụng một pháp môn cổ xưa, một hơi kết ra 9 loại pháp ấn rồi dung hợp lại cùng nhau, uy lực mạnh mẽ tuyệt luân. 9 loại thần thông đều xuất hiện và giao hòa tại đây. Ánh sáng chói mắt lan tỏa giống như đang khai thiên tích địa, không gì sánh được. Mọi người kinh ngạc thốt lên, đây là thiên công cổ, pháp môn cổ xưa này giấy kỳ dị, có thể điều động 9 loại bảo thuật dung hợp lại làm một, tạo nên một đòn mạnh mẽ nhất. Ở giữa hai người này, khí thế khủng khiếp nổ tung làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Trong chớp mắt, giữa cơn bạo động này xuất hiện một tia gợn sóng kỳ dị, tiếp đến sắc mặt thiếu niên áo bào trắng tái nhợt và tràn đầy kinh sợ, lập tức nhanh chóng lùi xa ra. Thạch Hạo thừa thế áp sát lại, ra tay tấn công. Mạc Đạo rất kiêng kỵ vì hắn là thể tu giả nên luôn giữ một khoảng cách xa giữa hai bên, nếu không vừa nãy liền gặp nguy hiểm rồi. Bởi vì, vào thời khắc ấy hắn cảm giác bảo thuật mình đánh ra trong phút chốc trở nên yếu đi, hầu như muốn mất đi hiệu lực. Vì vậy, hắn vô cùng quyết đoán mà lùi về sau thật nhanh. Tình huống như thế, hắn thực sự đã từng trải qua một lần. Mạc Đạo là một kỳ tài, nắm giữ tư chất ngút trời, may mắn bước lên Bất Hủ Sơn và tiến vào cổ giới thần bí thật sự kia, ở nơi đó từng nhận được sự chỉ điểm của nhân vật vô thượng. Có lần, hắn gặp phải một thành viên trong hoàng tộc cổ xưa, người này hết sức khủng khiếp và bộ tộc này có thể miễn dịch được pháp lực. Lúc đó Mạc Đạo rất kiêu căng tự mãn, hầu như chỉ mới vừa ra tay liền ăn phải thiệt thòi lớn, suýt nữa đã thua thê thảm. Xém tí thì bị người này bắt sống trong vòng mấy chiêu. Tuy rằng chỉ là luận bàn, nhưng vẫn làm cho hắn giật mình không thôi. Vì vậy, trận đánh đó đã mang lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu cho hắn, suốt đời này khó mà quên được. Sau đó, hắn suy đoán tất cả biện pháp, khổ sở suy tư. Cho rằng muốn đối phó người như thế trước tiên nhất định phải kéo dài khoảng cách, không thể lỗ mãng, nếu không sẽ đẩy mình vào tình cảnh pháp lực bị vô hiệu và bị giam cầm trong lao tù. Hơn nữa, hắn còn tìm đọc một vài sách cổ và thu hoạch to lớn. Hắn từng nghiên cứu qua, sau đó lại còn khiêu chiến một thành viên trong hoàng tộc kia nữa, lúc ấy đã hiểu được nên ứng phó như thế nào. Vì vậy, Thạch Hạo mới bước đầu triển khai năng lực của chính mình thì Mạc Đạo đã cảm nhận được cái gì đó. Cùng với vẻ khó hiểu và chút kinh sợ cực lực tránh né ra ngoài. Cũng chính vì vậy mới có thể giúp hắn tránh được một kiếp. Mạc Đạo không quá chắc chắn. Vừa nãy chỉ là một loại trực giác kỳ dị nói cho hắn rằng đối phương rất nguy hiểm, bản thân không nên chống đỡ trực diện mà phải tránh đi. Tình huống thật sự ra sao? Hắn cũng không thể xác định chắc chắn. Thạch Hạo rất tiếc nuối, mới vừa rồi còn cho rằng một đòn sẽ thành công, không nghĩ tới đối phương lại cảnh giác cao và tách ra nhanh như vậy. Đổi lại là người khác hẳn đã bị bắt rồi. Ồ, sao ngươi nhát gan thế, cứ lẩn trốn hoài vậy? Không phải muốn trấn áp ta sao, cứ như vậy thì chưa đủ tuổi đâu. Thạch Hạo nói, ánh mắt Mạc Đạo lạnh lẽo âm trầm nhìn hắn chằm chằm, muốn nhìn thấu và hiểu hơn về đối phương. Nếu không thì không quá yên tâm. Thạch Hạo đã thu lại năng lực kia, đến hiện tại, loại năng lực ấy càng ngày càng tăng, theo tu vi mà lớn mạnh, vừa nãy bởi chỉ vừa mới bắt đầu đối phương đã bỏ chạy. Cho nên hắn nhanh chóng dừng lại năng lực này. Nếu là năm xưa chắc chắn làm không được như thế này. Sau khi triển khai năng lực này thì sẽ vận hành cho tới khi mất đi hiệu lực mới thôi. Người không phải nhân tộc thuần túy là hậu duệ mà hoàng tộc kia đã lưu lại. Thần sắc Mạc Đạo nghiêm túc đứng đó suy đoán. Câu nói này vừa ra liền khiến tất cả mọi người giật mình, hắn đang nói cái gì chẳng hiểu gì cả, hoàng tộc gì vậy? Chỉ cần một mình ta đã là đế tộc rồi, còn cần làm hậu duệ hoàng tộc gì đó chứ? Nói tào lao, Thạch Hạo phản bác. Bất kể là người của Thư viện Thiên Thần hay là sinh linh của thế giới bờ kia đều khá giật mình, biểu thị vẻ không rõ. Tại sao lại nhắc tới hoàng tộc nào đó chứ, xoẹt. Thạch Hạo lại ra tay, thân như dao long phá tan hư không và đánh về phía thiếu niên áo bào trắng. Lần thứ hai vận dụng thể phách đỉnh cao của bản thân, ngông cuồng lao mạnh tới. Mạc Đạo tránh né đồng thời không ngừng kết pháp ấn, hắn không thể cận chiến cùng người này. Chỉ dám vận dụng pháp lực mạnh mẽ nhất từ xa đánh tới. Tiếng nổ vang kịch liệt, sóng thần lực chấn động mạnh mẽ, nơi đây sóng gió chập trùng, mênh mông bao la tựa như biển rộng ngập trời. Tuy nhiên, có thể khẳng định được bất kể là Thạch Hạo hay là Mạc Đạo vẫn đang tuân thủ ước định, chưa từng vận dụng đến luồng tiên khí thứ ba, đều chỉ có hai luồng tiên khí vòng quanh thân thể. Mạc Đạo rất là kiêu ngạo, tin tưởng chính mình sẽ không bị thua. Mà Thạch Hạo lại rất tự tin, ra tay bá đạo, muốn tìm hiểu sức mạnh thật sự của đối phương. Chém giết kịch liệt, hai người đánh nhau, đều đang vận dụng pháp môn sát phạt chặn đánh đối thủ. Tuy rằng thân thể không thật sự va chạm vào nhau thế nhưng bàn tay cùng nắm đấm lớn mà bọn họ biến ảo thành thỉnh thoảng lại đụng chạm vào nhau, đây là sự diễn biến của bào thuật. Tựa như chân thân đang va chạm, chỉ chớp mắt hơn trăm chiêu trôi qua. Tất cả mọi người rất giật mình, không nghĩ tới thế lực hai người lại ngang nhau. Từng người thuộc tu sĩ vực ngoại vô cùng giật mình, Mạc Đạo là ai cơ chứ, giống như tỷ tỷ của mình, đều được xem như là con cưng của trời, tiệt diễm một vực. Mà bây giờ lại khó phân thắng bại với một luyện thể giả. Trước đây không lâu, còn có một vài thiếu nữ díu dít tin tưởng Mạc Đạo sẽ giải quyết xong Thạch Hạo trong 10 chiêu, nhưng giờ đã trăm chiêu qua đi vẫn chưa phân thắng thua. nên đã làm cho các nàng ngạc nhiên, sau đó là lo lắng. Người của Thư viện Thiên Thần thì càng thêm giật mình, người được gọi là đạo hữu của Vương Hy này quả thực quá nghịch tiên, lại có thể đánh với thiếu niên áo bào trắng kia đến khó phân thắng bại. Đã khiến cả đám người chấn kinh. Cho dù thiếu niên áo bào trắng kia tự hạn chế chân tay, chỉ vận dụng hai luồng tiên khí nhưng dù sao vẫn là thiên tư vô địch cùng với niềm tin bất bại, lại đánh thành kết quả hòa như thế. Tất cả mọi người không còn lời gì để nói, căng thẳng nhìn xem trận đấu. Không ổn, không thể tới gần hắn, đó là một kẻ thể tu đấy. Một vài người trẻ tuổi của dị vực kinh ngạc thốt lên. Lo lắng thay cho Mạc Đạo. Bởi vì hai người đã áp sát lại gần, khoảng cách đôi bên không còn được xa như trước nữa, tình huống như thế rất bất lợi cho thiếu niên áo bào trắng. Tuy thế, mấy người tu ra ba luồng tiên khí đều không hé răng. Từng người với ánh mắt nóng bỏng cùng với lấp lánh nhìn chằm chằm chiến trường. Keng, giữa lúc bảo thuật của hai người va chạm mạnh, lần đầu tiên thân thể tấn công, thiếu niên áo bào trắng lại không bị đánh cho trọng thương. Trời ạ, thân thể va chạm với nhau rồi. Sao lại như vậy, Mạc sư huynh đang mạo hiểm, nguy rồi. Có thiếu nữ sợ hãi kêu lên, sắc mặt trắng bạch. Im lặng, dù cho người tu ra ba luồng tiên khí không phải là luyện thể giả thì thân thể cũng sẽ không kém chút nào đâu. Rất là rắn chắc, trong thời gian ngắn sẽ không bị đối phương tay không xé lìa đâu. Có người âm trầm lạnh lẽo nói, đó là một cô gái cũng đã tu ra ba luồng tiên khí, khí thế tựa như một con báo cái. Trước kia từng đại chiến với Lục Đà. Trên thực tế thì đúng là như thế, thân thể Thạch Hạo rất mạnh mẽ, nhưng cũng không thể chỉ dựa vào thân thể để giết chết ngay người tu ra ba luồng tiên khí được. Lúc trước, dù hắn quyết đấu với Ninh Xuyên hay là đại chiến cùng hư không thú, cũng đều phát sinh qua việc liều mạng va chạm thân thể với nhau. Mặc dù thể phách của mình mạnh hơn nhưng cũng không thể trông cậy vào nó để giết chết đối phương. Ồ, đó là pháp ấn gì? Một đám người kinh ngạc thốt lên. Động tác của Mạc Đạo vô cùng quái lạ, thể hiện ra một luồng đạo vận khó hiểu. Nhiều loại pháp ấn kết hợp với nhau và ảnh hưởng tới xu thế của càn khôn. Phảng phất như là đang nhiễu loạn sự vận chuyển của đất trời. Thạch Hạo khiếp sợ, đây là pháp môn cổ xưa gì thế? Hắn muốn vận dụng loại năng lực đang ngủ đông trong cơ thể mình, mượn miễn dịch pháp lực để chém giết đối thủ. Nhưng mà, loại sức mạnh bí ẩn của thân thể này lại có dao động và bất an khi thủ ấn mà đối phương đánh xuống. Dường như chân long ngủ đông muốn bay lên trời và lại tựa như muốn bỏ chạy. Đây là chuyện chưa bao giờ có. Lúc này, Mạc Đạo cũng chấn kinh. Hắn chắc chắn đối phương cũng giống như hoàng tộc cổ xưa phía sau Bất Hủ Sơn ở thế giới bên kia, nắm giữ loại năng lực đáng sợ kia. Thạch Hạo suy tư về loại pháp ấn này, nguyên nhân rất là đặc biệt. Hắn từng tìm thấy được chút chiêu thức không đầy đủ từ trong điển tịch của tiên đạo cổ đại. Nghe đâu có thể ngăn chặn loại năng lực miễn dịch pháp lực. Vì đạt được loại pháp môn cổ xưa này nên hắn từng nghiên cứu qua rất nhiều điển tịch và cũng khiêm tốn thỉnh giáo khắp nơi. Sau đó từ một vị già cả có danh tiếng của một hoàng tộc thì mới biết được năng lực của pháp môn này. Chỉ là pháp ấn này cũng không phải là hoàn toàn phá giải đi năng lực kia. Chỉ có thể coi là một loại quấy nhiễu, một loại thủ đoạn phá hoại mà thôi. Nghe nói, tại kỷ nguyên tiên cổ từng có người sáng chế ra đầy đủ pháp ấn, nó có thể loại bỏ đi đạo pháp này. Thế nhưng đã thất truyền từ rất lâu rồi. Đồng thời còn có một biện pháp khác có thể phá giải, đó chính là đi con đường thể thuật, không dùng bảo thuật mà dùng thân thể đi chém giết, loại người như vậy cực kỳ đáng sợ. Lúc này, trời long đất lở, quỷ khóc thần gào. Sau khi Mạc Đạo vận dụng vài loại pháp ấn không trọn vẹn thì nơi này hoàn toàn mờ mịt, cả vùng thế giới tựa như bị quấy nhiễu. Sự vận chuyển như thường lệ ngừng lại và các loại dị tượng không ngừng phát sinh. Mà trong cơ thể Thạch Hạo cũng là như thế, khắp trốn hỗn loạn, loại năng lực kia không thể thể hiện công hiệu vốn có. Mạc Đạo lợi dụng cơ hội này triển khai việc chém giết điên cuồng, vận dụng sức lực mạnh mẽ nhất của bản thân và thi triển một môn thiên công cổ nào đó. Dùng hợp 9 đại bảo thuật chặn đánh Thạch Hạo, như vậy vẫn còn kém lắm. Thạch Hạo quát lên, mặc dù loại năng lực kia bị cản trở đôi chút, đã bị quấy nhiễu thế nhưng thần thông của hắn vẫn còn. Thể phách vẫn vô song nên có thể chịu đựng được và cũng bắt đầu cuộc phản kích mạnh nhất. Thạch Hạo cũng muốn vận dụng thiên công cổ lục đạo luân hồi, thế nhưng sau đó cố gắng kìm lại. Không có thi triển trước mặt mọi người. Do đó, sau khi kiên trì trong giây lát thì sự nhiễu loạn đã bị hắn xua tan, loại năng lực kia tái hiện. Sau khi bạo phát toàn diện, miễn dịch pháp lực lan tỏa thì Thạch Hạo chẳng chút sợ hãi xông về phía trước đánh giết đối thủ. Mạc Đạo biến sắc rồi thở dài, chắc chắn sẽ phiền phức lớn rồi. Pháp môn đã mất đi hiệu lực lại gặp phải Thạch Hạo đang ở trong khoảng cách gần như thế này thì không thể tránh khỏi việc giao đấu thân thể. Không có chuyện gì tồi tệ hơn chuyện này. Đối phương là luyện thể giả còn hắn lại không phải. Keng, dường như rèn thép vậy, nắm đấm và bàn tay của hai người đụng vào nhau, tia lửa vang khắp nơi, thần lực dâng trào. Nhiều người ngạc nhiên, Mạc Đạo rất mạnh. Thân thể có thể sánh ngang luyện thể giả, người nắm giữ ba luồng tiên khí đâu phải là hạng người bình thường. Cho dù không phải chủ tu thể thuật thì cũng sẽ có thân thể hiếm thấy trên đời. Có người nói, tuy nhiên, sự cân bằng này không thể duy trì lâu dài, một lát sau, lòng bàn tay Mạc Đạo nứt toác. Hai tay đẫm máu và co giật, hắn đã gặp phải nguy hiểm vô cùng lớn. Thạch Hạo ngoại trừ lấy thân thể áp chế ra thì còn vận dụng tới bảo thuật đầy mạnh mẽ, lúc này sở trường của đối phương đã giảm mạnh, chiến cuộc trong nháy mắt tái diễn. Mạc Đạo phun máu phè phè, bị đánh bay ngược ra ngoài. Vù, Thạch Hạo liên tiếp kết pháp ấn, thân thể như rồng cuốn chặt lấy Mạc Đạo trong khoảng cách gần, không ngừng ra tay và đánh trọng thương hắn. Cuối cùng, trong tiếng thình thịch thì Thạch Hạo đã khóa chặt đối phương lại, dưới tình huống miễn dịch pháp lực thì tính đột phá đã được phát huy hoàn toàn. Hắn nhanh chóng bắt gọn lấy kẻ này. Kẻ sai vặt của ta, có phục không hả? Chấm hỏi ngoặc kép, hắn cười hỏi. Tất cả mọi người đều sững sờ, Mạc Đạo bị bắt giữ và đã trở thành tù nhân, lẽ nào phải chấp nhận chịu thua, tình nguyện làm tên sai vặt của người trẻ tuổi kia. Có vài thiếu nữ của dị vực như muốn khóc giống lên, thường ngày bọn họ vô cùng sùng bái Mạc Đạo, trước mắt thấy hắn bị bắt giữ nên từng người ngây ngốc và lo lắng cho hắn. Nước mắt gần như tuôn trào. Thấy bảng dịch cần chỉnh sửa điểm nào hoặc đề xuất chuyện quý đạo hữu comment bên dưới. Hẹn gặp lại quý đạo hữu trong movie sau.